Thái Hoàng bệ hạ làm việc nghịch thiên, trong trận chiến đạo giới mạnh mẽ kéo đạo giới vào luân hồi, thất tính bội nghĩa, vì thế đã bị đạo giới trừng phạt, thân chịu trọng thương, hiện tại tính mạng không còn bao lâu. Lại có tin tức nói, Thái Hoàng vô đức, phản bội đại tư mệnh, ám toán đại tư mệnh, vì vậy đã độc phát. Khế ước hỗn độn ngày đêm tập kích hắn, phá hủy đạo hạnh của hắn, phá hủy tu vi của hắn. Thái Hoàng hiện tại đã là miệng cọp gan thỏ, không xứng tiếp tục thống lĩnh chư đế nữa. Còn có tin tức nói, Đế nhạc hiện tại đã là tiên thiên thần ma, đã nghịch chuyển tiên thiên, lại tự tàn tự quý, không ngoại truyền công pháp nghịch chuyển tiên thiên của chính mình, dự định độc chiếm thiên hạ, vĩnh viễn ngồi trên đế vị. Toàn bộ những lời đồn này đều là thật sự, khiến cho Hoàng Triều rơi vào bị động. Rất nhiều đại đế đi theo chung nhạc đã lâu âm thầm cầu kiến dịch tiên sinh, khẩn cầu dịch tiên sinh truyền thụ pháp môn nghịch chuyển tiên thiên, sau khi bị cự tuyệt liền lòng sinh hận ý, đối với Hoàng Triều không còn trung tâm như trước nữa. O không o. để nhất lục đạo giới một chiêu này có chút tàn nhẫn, không giống như thủ bút của khởi nguyên đạo thần, hẳn là thủ bút của một vị thân thích của ta. Trung hoàng thần tiếp đãi trung thánh võ và chuyển thế thân của 20 vị địa hoàng, đám người trao đổi một chút đại thế thiên hạ gần đây, cũng nói tới những lời đồn này. Trung hoàng thần mỉm cười, nói. Dùng sự thật để chấn động cơ nghiệp của phụ hoàng, gây xích mít nhân tâm, tà thuyết mê hoặc lòng người, đây là thủ bút của bá phụ ta. Thánh võ đế hỏi. Huynh trưởng nói chẳng lẽ là vị bá phụ kia hắn thế nhưng đã yên lặng rất lâu rồi. Đúng là hắn. Trung Hoàng thần mỉm cười, nói. Phong bá phụ chính là thiên đạo thân của thiên. Phụ thân nói hắn là thiên ý thân của thiên, năm xưa đã từng nhiều lần đối nghịch với phụ hoàng. Về sau phụ hoàng trở thành thiên đế, lũng đoạn thiên địa chính thống, hắn liền mai danh ẩn tích xuống. Thời điểm vân tướng thống kê đại đế trong thiên hạ, ngẫu nhiên đã phát hiện tung tích của hắn. Hắn hiện tại cũng đã tu thành đế cảnh, nhưng lại không liệt trên chư đế bản. Sư dịch đế hỏi. Vị thiên ý thân mà các ngươi đang nói là. Trưởng tử của phong đạo tôn, phong vô kỵ, nhân xưng vô kỵ tiên sinh, là một nhà với bàn hồ thị. Trung hoàng thần nói. Những năm qua hắn vẫn luôn mai danh ẩn tính, ẩn nức không xuất hiện. Phụ hoàng bởi vì hắn là con trai của phong đạo tôn, cho nên không muốn đối phó hắn. Bằng không, 10 cái hắn cũng sớm đã chết rồi. Trước đây phụ hoàng từng nói, vị phong bá phụ này của chúng ta chính là phúc tinh của hắn phong bá phụ đối địch với phụ hoàng trăm trận trăm bại hắn đầu phục bất luận kẻ nào kẻ đó cũng sẽ thân bại danh liệt kết cục vô cùng thê thảm các vị địa hoàng kinh ngạc nhao nhao mỉm cười nói vậy mà hắn vẫn còn dám xuất hiện nữa sao hắn là trí tuệ không địch lại phụ hoàng ta cho nên mới nhiều lần ăn thiệt thòi nhưng bản thân vẫn cực kỳ lợi hại thánh võ đế mỉm cười nói hoài ngọc sư huynh cũng đã từng mấy lần gặp qua hắn khuyên hắn nhận sai với phụ hoàng Hoài Ngọc Sư Huynh còn từng nhắc qua với ta chuyện này. Chỉ là hắn nhất định không chịu. Đúng rồi, Huynh trưởng. Ngươi trấn thủ đệ nhất lục đạo giới, tổ tinh chính là ở nơi này, trên tổ tinh có kỳ tài ngút trời nào không? Có. Trung Hoàng thần mỉm cười, nói. Cũng có một chút kỳ tài, đều đã được Phụ Hoàng tiếp dẫn đi ra. Ví dụ như Nghiêu Đế, Thuấn Đế, Vũ Đế. Vũ Đế chính là Ngọc Đế hiện tại. 2.800 năm trước, Tổ Long còn từng chuyển thế tới Tổ Tinh, làm thủy hoàng đế, thống nhất thiên hạ tổ tinh. Câu trần ca ca ngươi cũng cách đây không lâu đã đi tới tổ tinh một chuyến, lên làm thái dương thần một lần, bảo là muốn lập lại trật tự tổ tinh. Hắn dùng vũ làm họ, dùng nhật xuất đông phương mệnh danh, chỉ mới trở về 300 năm trước mà thôi. Thời điểm đó linh của một đám ma thần hạ giới, có không ít đã chuyển thế tới tổ tinh, bị hắn giết chết vô số. Còn có chuyện tình bậc này sao? Đám người kinh ngạc không thôi. Hiện tại khoa học kỹ thuật trên tổ tinh đại thịnh, đang lúc chế tạo một loại thần binh, ý đồ muốn bay ra khỏi tổ tinh. Trung Hoàng thần mỉm cười, nói. Ta cách đây không lâu cũng tìm được một kiện, thiếu chút nữa đã có thể bay ra khỏi Thái Dương Hệ rồi. Bất quá, cho dù có bay ra khỏi Thái Dương Hệ, đoán chừng cũng sẽ rơi vào trong hồn thiên đồ. Ta không biết tâm ý của Phụ Hoàng, bằng không sớm đã thu hồi kiện hồn thiên đồ này lại rồi. Đám người đang lúc nói chuyện phím, đột nhiên có thần tướng báo lại, nói. Có rất nhiều đại đế đi ngang qua để nhất lục đạo giới, Thanh thế vô cùng to lớn Trung hoàng thần có chút kinh ngạc Hỏi là đại đế phương nào Có đưa lên bái thiếp thông báo tính danh hay không Cũng không có Giả thần tướng kia nói Thần từ xa quan sát Chính là đánh cờ hiệu của hách tư thị Đại đế dẫn đầu mơ hồ là khuê ngọc đại đế Khí tượng vạn thiên Còn có 16 vị đại đế nữa Cũng đều không tầm thường khí tượng kinh người Khuê ngọc đại đế Là hách liên khuê ngọc sao Trung Hoàng Thần có chút suy tư, nói. Phụ Hoàng bảo ta phải cẩn thận kẻ này, nói hắn giả tâm bừng bừng. Hách liên khuê ngọc đi ngang qua để nhất lục đạo giới của ta, cũng không chào hỏi ta tiếng nào, thật sự có chút quá đáng rồi. Bên cạnh hắn có 16 vị đại đế, nhất định là 16 vị địa hoàng hách tư thị thời kỳ địa kỷ rồi. Thánh võ đệ đệ, các vị địa hoàng, chúng ta đi xem một chút a. À. Ánh mắt thái hạo đế sáng lên, miễn cười nói. 16 triều địa hoàng hách tư thị hách tư thị cũng là đại tộc, không thua kém gì phục hy thị ta. 16 vị địa hoàng này ta thế nhưng nghe tiếng đã lâu, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, ngày hôm nay có cơ hội gặp mặt, quả thật không thể bỏ qua. Đám người đứng dậy, đi ra thiên đình thiên giới, giỏi mắt nhìn lại. Chỉ thấy khí tượng chư đế vạn thiên, các vị địa hoàng thần thánh phi phàm, khí độ ung nhiên, đều là tuyệt đại nhân vật, nhưng không ngờ một đời này lại tụ chung một chỗ. Mà vị đại đế dẫn đầu kia khí vận hưng vượng, ngũ hoa tụ đỉnh, tường vân lượng lờ, khiến cho đám người nhìn tới mức đều thất kinh. Đế khí của kẻ này vô cùng hưng vượng, đã ngưng tụ thành thực chất, thật sự kinh người. Thánh võ đế đột nhiên nói. Ta ở chỗ của vân tướng học qua pháp môn quan khí. Đây là khí thế thiên tử, không phải là khí thế thiên đế. Lời này vừa ra, 17 vị đại đế kia nhau nhau, nhau nhìn lại, bộ dáng có chút không vui. Hóa ra là hai vị điện hạ. Vị đại đế dẫn đầu đế vận hưng vượng kia chính là đương đại tộc trưởng hách tư thị, đại đế hách liên khuê ngọc hắn lập tức nhận ra hai vị điện hạ vẻ mặt tươi cười nói lời nói liên quan tới ký vận mà hai vị điện hạ vừa nói có chỗ khiến cho người ta không hiểu a à. ký thế thiên tử và ký thế thiên đế có gì khác biệt ta từng nghe nói thái hoàng bệ hạ năm xưa cũng từng là thiên tử về sau không phải cũng đã làm thiên đế đó sao lấy lui làm tiếng chưa chắc đã không phải là tiếng thủ chi đạo phụ hoàng ta sao có thể tự cam đọa lạc chứ thánh võ đế lắc đầu nói phụ hoàng cả đời này chưa từng làm qua thiên tử bao giờ chưa từng cúi đầu trước thiên bao giờ. Thời điểm phụ hoàng đăng lâm đế vị, thiên từng muốn hắn làm thiên tử, phụ hoàng dùng bảo vật thiên đạo lập ra vũ trụ thiên đạo, để cho thiên đi tới, nhưng thiên không dám tới, sợ chết dưới tay cha ta. Thiên sợ cha ta như cừu non sợ mãnh hổ, sao cha ta có thể cúi đầu trước một con cừu non chứ? Trung hoàng thần cười lạnh một tiếng, nói: "Cha ta đã từng nói qua, quỳ xuống dễ, đứng dậy khó. Nếu quỳ xuống sẽ có thể còn sống, đứng dậy sẽ phải chết." không khỏi có chút hạng người chí ngắn chấp nhận phủ phục lễ bái mà quên mất chính mình còn có sống lưng rốt cuộc quỳ rồi không thể đứng lên được nữa thành tựu của kẻ này chỉ là sống tạm mà thôi khó có thể đạt được đại thành tựu sắc mặt hách liên khuê ngọc cứng đờ mỉm cười nói thái tử thánh võ thái tử hoàng thần đại ngôn huy hoàng quả thật rất êm tai chỉ là hơi có chút quá quả đoán rồi thời điểm cha ngươi vẫn chưa thành đế ta đã là đại đế rồi tính ra cha ngươi vẫn còn là vãn bối của ta bất quá hắn thân là thiên đế bệ hạ, ta chỉ đành tự hạ đồng lứa, ngang hàng tương xứng với hắn mà thôi. Hai vị đế tử, ta khinh xuất một câu, các ngươi hẳn phải xưng ta một tiếng bá phụ. Liên quan tới hành sự như thế nào, còn không cần hai vị hiền chất chỉ dạy bá phụ. Trung hoàng thần bởi vì ấu niên kinh lịch, trước giờ hành sự vẫn luôn cương mảnh bá đạo, nghe hắn nói vậy, cặp mày khẽ nhíu, cất bước tiến lên, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, bá phụ, tiểu chất mạo muội lãnh giáo ngươi một chút, nhìn một chút xem bá phụ làm sao ngang hàng với phụ hoàng ta. Sau đầu hắn nhất thời xuất hiện thất đạo luân hồi, khí thế ầm ầm bạo phát, quả nhiên là chấn động thiên địa, bá đạo vô song. Năm xưa Trung Hoàng Thần khi còn ấu niên đã rời khỏi tinh vực huyền tẩn, mang theo 13 vị đại đế đi tới tổ đình, nhận được luân hồi đằng của Trung Nhạc, kịp thời ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn tổ đình giữa cơn nguy nan, cũng đưa mẫu thân tư mệnh vào trong khu luân hồi thứ bảy, tận mắt nhìn thấy mẫu thân biến thành thần minh trong đạo hỏa. Hắn đã trải qua đại khổ đại nạn, thành tựu cũng không tầm thường. Gian khổ mà hắn từng chịu, so với mấy huynh đệ tỷ muội còn lại cộng lại cùng một chỗ còn nhiều hơn. Hắn từ thời niên thiếu đã có phong phạm của Trung Nhạc, về sau trấn thủ đệ nhất lục đạo giới, lại càng đã trải qua vô số tràng đại chiến, dùng sức một mình trấn áp chuyển thế thân các vị đại đế thượng cổ của ba ngàn lục đạo giới còn lại không dám có chút dị động nào. Đế tử đế tôn của Trung Nhạc mặc dù có tới mấy vạn người, trong đó nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Trung Hoàng thần hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân, không ai có thể địch nổi cho dù là đại huynh Trung Hiếu Văn, cũng thua kém hắn rất nhiều. Mà Trung Nhạc bởi vì mắc nợ mẫu thân Trung Hoàng thần quá nhiều, cho nên đối với hắn cũng yêu thích cấp bội, thường xuyên đi tới thăm hắn, truyền thụ cho hắn một chút kiến giải, giúp hắn truyền đạo giải hoặc. Trong đám con cái của Trung Nhạc, hắn cũng là người đầu tiên tu luyện thất đạo luân hồi tới cảnh giới viên mãn. Lúc này khí thế Trung Hoàng thần vừa bạo phát, đáng sợ tới cực điểm, vậy mà có thể xuyên qua lục đạo giới và khu luân hồi thứ bảy, một kiếm động càng không vạn tượng, đại khí bàn bạc bào hy đế tán thán nói với thánh võ đế bản lĩnh của hoàng thần đã đạt tới đẳng cấp thần vương thái cổ thật là hậu sinh khả úy a à. ngươi còn cần học tập huynh trưởng ngươi rất nhiều thánh võ đế không người xưng vân nói phụ hoàng ta nói bản lĩnh của hoàng thần ca ca là do trải qua ma luyện mà thành cho nên mới muốn ta đi lại nhiều hơn kiến thức việc đời hách liên khuê ngọc lù lù bất động mỉm cười nói hiền chất tính tình của ngươi không khỏi quá nóng nảy một chút rồi hô một vị địa hô su lưng hắn đột nhiên bước ra, phất ống tay áo, bạo phát thần thông. Nhất thời đại la thiên đấu, vô số tinh vân tinh tú bay lượn, hình thành một mảnh la thiên. Trong la thiên tất chứa thiên đấu, ngàn tòa tinh đấu. Vô số tinh đấu xoay tròn, giống như một ngàn vòng xoáy. Trong vòng xoáy tinh lực bạo phát, nên đón một kiếm kia của trung hoàng thần. Đúng lúc này, ấn thương nữ đế đột nhiên bước ra, đâm tới một thương. Nhất thời long ngâm đầy trời, đại thương vừa rung một cái, ngàn vạn thần long bay ra. Phốc phốc đâm trúng đám vòng xoáy tinh đấu đầy trời kia, mỉm cười nói, "Công hạ là Tượng Vĩ Đế của Hắc Tư thị a. À. Ngươi cũng là hạng người nổi danh đã lâu, sao lại xuất thủ với hậu bối?" Thiên đế địa kỷ đời thứ 19 Tượng Vĩ, bái kiến Thiên đế địa kỷ đời thứ 10, ấn thương nữ hoàng bệ hạ. Vị địa hoàng kia phất ống tay áo một cái, thu hồi tinh đấu đầy trời, biến thành một tấm lưới lớn cầm trong tay, nghiêm nghị nói, "Nữ hoàng thực lực bất phàm, tượng mổ bội phục. Đời trước chúng ta cách nhau mấy vạn năm." hôm nay có thể đối kháng một chiêu với ấn thương nữ hoàng, thật là hoảng hoảng hốt hốt tán tháng thế sự thần kỳ. Mà một kiếm kia của Trung Hoàng thần vẫn như cũ đâm tới, nhất thời tinh tú ngập trời chấn động, vô số thanh thiên kiếm treo cao, treo sừng sững trên đám tinh tú. Tranh Vô số đạo kiếm quan chấn động, đột nhiên ào ào bắn ra, nhất tề chém về phía hách liên khuê ngọc. Đây chính là thần thông thiên phát sát cơ của đế tử sao. Hách liên khuê ngọc tán tháng một câu, nhưng vẫn như cũ lù lù bất động sau lưng hắn lại có một vị địa hoàng đứng ra, mở miệng thét dài một tiếng. Thiên hà cuồn cuộn như thác, thủy long cuồn cuộn, gào thét xoay tròn xung quanh đám người, ngăn cản đám kiếm quan bốn phương tám hướng đánh tới. Đại diệu đế thấp giọng nói. Vị này hẳn là thải hà nữ đế của hắc tư thị, vị thiên đế địa kỷ thứ 53. Thải hà nữ đế khẽ trên lên một tiếng. Chỉ thấy từng đạo từng đạo kiếm quan đâm xuyên tinh hà và thủy long, đâm tới trước người hắc liên khuê ngọc. Sau lưng hách liên khuê ngọc lại có một vị địa hoàng nữa bước ra, hai tay giao nhau. Một tấm đại thuẫn chậm rãi xuất hiện, đương một tiếng thật lớn, vô số đạo kiếm quan đâm lên trên đại thuẫn. Đại diệu đế nói, đây là vu tượng đế, vị thiên đế địa kỷ thứ 32, nổi danh phòng ngự. Chỉ nghe ông một tiếng vang lớn, toàn bộ kiếm quan hội tụ thành một cổ, biến thành một thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua đại thuẫn, nhắm thẳng về phía mi tâm của hách liên khuê ngọc. Lại có một vị địa hoàng nữa đi ra khỏi đám người, đánh một quyền lên trên mũi kiếm, nổ nát thanh lợi kiếm này. Mặc dù hắn đã đánh nát đạo thần thông này của Trung Hoàng Thần, nhưng nắm quyền của hắn cũng chảy máu, khẽ nhíu mày một cái. Đây là phụ tiền đế, vị thiên đế địa kỷ thứ 47. Đại diệu đế nói. Trung Hoàng Thần thu kiếm, ngữ khí có chút thất vọng, thấp giọng nói. Thực lực mấy vị địa hoàng hắc tư thị này cũng không được tốt lắm. Bọn họ thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ cần ba vị thiên đế đã có thể ngăn cản được ngươi, đã rất không tầm thường rồi. Ấn thương nữ đế thu hồi long thương, mỉm cười nói mỗi một đời địa hoàng địa kỷ khi còn sống thời điểm cường thịnh nhất đều có tiêu chuẩn thần vương thái cổ bằng không sao có thể trấn áp được đám thần vương kia hoàng thần qua thêm vài năm nữa ngươi nghĩ muốn đánh bại bọn họ liền có chút không dễ dàng rồi Trung hoàng thần mỉm cười nói bọn họ tiến bộ ta cũng đang tiến bộ sao có thể thua được đáng tiếc có người co đầu rụt cổ không muốn động thủ với ta khách liên khuê ngọc cười ha hả nói hậu sinh khả úy a à, Hiền chất bản lĩnh không tầm thường, bá phụ nhận thua là được. Hiền chất, ngươi còn có việc gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì, bá phụ còn muốn đi gặp mấy vị đạo hữu một chút. Trong lòng Trung Hoàng thần khẽ động, chợt cảm giác được từng cổ từng cổ khí tức cường đại đang tiếp cận, vội vàng đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy trong tinh không từng đạo từng đạo thân ảnh cường đại loáng thoáng xuất hiện bên ngoài thiên đình của đệ nhất lục đạo giới. Không ít chư đế lục đạo giới đã tới đây. Trung Hoàng thần cười ha hả khí tức đột nhiên một lần nữa tăng vọt, miễn cười nói. Các vị đây là muốn tạo phản phải không? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta một kiếm trảm khắp lục đạo giới? Không dám. Người tới chính là đám đại đế của ba ngàn lục đạo giới, có hơn một ngàn vị đại đế. Một vị đại đế trong đó không người nói. Chúng ta thấy đệ nhất lục đạo giới có khí tức cường giả bạo phát, cho rằng điện hạ đã gặp phải địch nhân, cho nên đặc biệt chạy tới kiểm tra. Điện hạ thứ tội. Trung Hoàng thần hừ lạnh một tiếng chỉ thấy thân ảnh các chuyển thế thân đám đại đế thượng cổ này chằng chịt chính là bố thành trận thế phá giải tứ diện thần năm xưa trong lòng nhất thời nghiêm nghị năm xưa ba ngàn đế thi của đại đế thượng cổ dung hợp với ba ngàn lục đạo giới phá giải thần thông vô địch của tứ diện thần hồn đông vũ đã ghi chép lại một màn kia Trung hoàng thần cũng từng xem qua ghi chép của hồn đông vũ biết rõ sự đáng sợ khi ba ngàn đại đế liên thủ lần này ba ngàn vị đại đế cũng không tới đủ chỉ có hơn một ngàn vị nhưng đã đủ để giết chết hắn rồi thánh võ đế đột nhiên chỉ tay một cái, một cái chuông lớn chậm rãi xuất hiện, đương một tiếng vang thật lớn. Thân hình 20 vị địa hoàng lập tức đang xen giao thoa, vần quanh cái chuông lớn, bố thành trận thế thần thông đại nhất thống đạo giải. Khí thế song phương va chạm, quần tinh thiên giới bị chấn cho dao động bất định. Đạo giải, thần thông đại nhất thống có uy lực cường đại nhất, từ sau khi hư không giới và đạo giới sụp đổ đã hiếm có người có thể thi triển ra. Bất quá, trước khi đạo giới sụp đổ, Vân Quyển Thư cũng đã liên hợp với chư đế suy diễn ra biện pháp làm sao thi triển đạo giải sau khi không còn hư không giới và đạo giới. Đạo giải bản không trọn vẹn sớm đã được chư đế lợi dụng luân hồi thiên cầu thôi diễn ra, lực lượng phản vệ không còn kinh khủng như trước nữa. Thánh võ đế rời khỏi thiên đình, dẫn theo các vị địa hoàng du lịch bốn phương, cũng đã truyền thụ môn thần thông đạo giải này cho 20 vị địa hoàng. 20 vị địa hoàng dùng thánh võ đế làm hạch tâm, liên thủ thi triển đạo giải, uy lực cũng cường đại tới mức không thể tin nổi. Trung Hoàng Thần cười lạnh không thôi, Lục Đạo Thiên Luân đột nhiên chậm rãi xuất hiện sau đầu, ông ông chuyển động. Kiện trọng khí này vừa xuất hiện, trong lòng chư đế nhất tề khẽ động, kiên kỵ không thôi. Tuy nói hiện tại đã tiến vào thời đại thất đạo luân hồi, nhưng tu thành thất đạo luân hồi dù sao đã ít lại càng ít, kiện trọng khí lục đạo thiên luân này đối với tồn tại đế cấp vẫn có lực sát thương thật lớn. Khí thế song phương càng lúc càng mạnh, mắt thấy sắp sửa một phát mà không thể vãn hồi, đột nhiên hách liên khuê ngọc chợt cười ha hả, nói. Các vị, các vị, đây là muốn làm gì? Mau mau thu hồi thần thông A. Đế tử, lần này ta tới đây là muốn thăm bạn, không phải là gây chuyện thị phi, có nhiều chỗ mạo phạm, kính xin đế tử thứ tội. Cáo từ. Cáo từ. Hắn xoay người rời đi, 16 vị địa hoàng hách tư thị cũng nhau nhau rời đi. Tượng vĩ đế cười ha hả, nói. Phục hy địa hoàng, năm xưa chúng ta không thể trong một thời đại cùng tranh cao thấp một trận, một đời này hẳn là sẽ có cơ hội ta rất muốn lãnh giáo các vị phục khi địa hoàng một chút, mong rằng tương lai gặp lại, chư quân không nên chối từ. Thái hạo đế hờ hững nói. Dễ nói. Dễ nói. Hơn một ngàn vị đại đế lục đạo giới kia cũng nhao nhao ẩn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt trung hoàng thần ngưng trọng, trầm giọng nói. Thánh võ đệ đệ, các vị địa hoàng, hách liên khuê ngọc tự mình gặp mặt đám đại đế lục đạo giới, tuyệt không tầm thường, hẳn là đang mưu tính tạo phản tác loạn. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta lập tức thượng bẩm phụ hoàng, mời hắn định đoạt. Đệ nhất lục đạo giới này có thể sắp sửa loạn rồi. Các ngươi đi trước đi, không nên lưu lại nơi này. Thánh võ đế nhìn về phía đám người bào hy đế, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Bào hy đế lạnh nhạt nói. Phục hy chúng ta vốn là xuất thân sát phạt, bình định loạn thế. Nếu vừa có nguy hiểm liền bỏ chạy, còn gọi là phục hy sao? Hoàng thần, ngươi cứ việc bận rộn chuyện của ngươi, mặc kệ chúng ta đi. Trung hoàng thần chỉ đành liên hệ với thiên đình o không o. Mà vào lúc này, Hách Liên Khuê Ngọc đã gặp mặt hơn một ngàn vị đại đế, hành lễ với từng người. Hách Liên Khuê Ngọc tán thưởng. Con trai Thái Hoàng quả thật không tầm thường, bản lĩnh phi phàm A. Một vị đại đế trầm giọng nói. Thái Hoàng vô địch thế gian, con trai Thái Hoàng lại lợi hại như vậy, Hách Liên tộc trưởng mời chúng ta khởi sự, không khỏi có chút giống như lấy trứng chọi đá A. Hách Liên Khuê Ngọc cười ha hả. Thái Hoàng đã là người hẳn phải chết rồi, chỉ còn lại con trai thái hoàng thì có gì phải sợ chứ ta chính là có trời giúp a à. mời chư quân xem một mảnh thương khung sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện thương khung lưu động một gã thần nhân không có khuôn mặt từ trên thiên không đi xuống thiên trong lòng hơn một ngàn vị đại đế kia đều chấn động ngay sau đó một vị đại đế thượng cổ lắc đầu nói hóa ra hách liên tộc trưởng đã đầu phục thiên khó trách lại có khẩu khí lớn như vậy bất quá thiên mặc dù cũng lợi hại nhưng ở trước mặt hoàng triều của thái hoàng chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích thái hoàng mặc dù đã bị trọng thương nhưng bên cạnh hắn còn có lôi trạch hoa tư hậu thổ đại toại càng đô tương vương tán linh những tồn tại đáng sợ bậc này bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng có thể sánh ngang với thiên rồi ha 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 ta chuyên tâm bế qua nhiều năm như vậy không ngờ đã bị xem thường tới trình độ này rồi sao gã thần nhân không có khuôn mặt kia cười ha hả trên khuôn mặt giống như tờ giấy trắng lộ ra một cái miệng thật lớn thản nhiên nói Chư đế thượng cổ, các ngươi quá xem thường ta rồi. Thủ đoạn của ta, xa xa không phải là các ngươi có khả năng đo lường được. Đạo giới trước đây khai mở ra, ta cũng là một trong những kẻ khai sáng, thu được vô số chỗ tốt. Mà đạo giới mới lần này, ta cũng đạt được ít lợi không nhỏ. Thế nhân đều cho rằng đạo thương của ta chưa lành, lại không biết đạo thương của ta sớm đã khỏi hẳn. Thực lực hiện tại của ta đã đạt tới đỉnh phong trước giờ chưa từng có, sánh ngang với đạo thần. Chư đế nửa tin nửa ngờ, có chút không tin. Thiên trong rất nhiều lần đối chiến với Trung Nhạc đều là ăn thịt thòi, khiến cho người ta khó mà tin nổi thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn xưa. Thiên thẳng nhiên nói. Hơn nữa, lần này cũng không tầm thường, không chỉ là ta muốn đối phó Thái Hoàng, tứ diện thần đạo hữu cũng muốn đối phó Thái Hoàng, luân hồi thánh vương cũng muốn đối phó Thái Hoàng, thậm chí ngay cả đạo thần của đạo giới cao cao tại thượng cũng muốn đối phó Thái Hoàng. Sắc mặt chư đế không khỏi khẽ động, nhao nhao biến sắc. Thiên miễn cười, nói. Các ngươi hẳn là biết vì sao Thái Hoàng sắp chết rồi chứ. Ta nói thật cho các ngươi biết, tất cả những lời đồn đều là thật, đại đạo thiên địa đạo giới không khoan nhượng cho tồn tại như Thái Hoàng, vì vậy đạo đạo quang đã giết chết đại tư mệnh kia đã chém vào mi tâm của Thái Hoàng. Mặc dù Thái Hoàng dùng quỷ kế tạm thời giữ được tính mạng, nhưng hắn đã không thể động dụng nửa phần tu vi. Hắn hiện tại chính là một phế nhân. Hắn miễn cười, nói: "Thái Hoàng hiện tại, đừng nói là ta, đổi lại là bất luận một người nào ở đây cũng đủ để giết chết hắn." Thái Hoàng căn bản không chịu nổi một kích, càng đô, tương vương cũng không chịu nổi một kích, ta dễ dàng có thể giết chết. Nếu các vị còn do dự, vậy mời nhìn xem kiện bảo vật này. ầm ầm, Một thanh âm chấn động truyền tới, chỉ thấy thiên phất ống tay áo một cái, một cái đầu thật lớn rơi xuống đất. Cái đầu kia vậy mà không thể nhìn thấy sau gáy, trước trước sau sau cũng chỉ nhìn thấy chính diện. Không chỉ như vậy, một cổ sinh mệnh lực bàn bạc đột nhiên bộc phát bừng bừng, khiến cho đám người cơ hồ đắm chìm trong sinh mệnh lực vô cùng nồng nặc, bất luận thương thế gì cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Là đầu của đại tư mệnh. Sắc mặt chư đế đại biến. Đột nhiên, lại có một cây thần thụ nguy nga ầm ầm rơi xuống đất, xuất hiện trước mặt chư đế, chính là sinh mệnh cổ thụ đã bị chém làm đôi. Kiên lấy được chính là tán cây của sinh mệnh cổ thụ, nguy nga giống như một mảnh tinh vân, tán cây cơ hồ có thể che khuất một tòa lục đạo giới. Một nửa sinh mệnh cổ thụ còn lại đã rơi vào trong tay luân hồi thánh vương, được thánh vương chế tạo thành một kiện trọng khí. Thánh Vương vẫn đang tế luyện, còn chưa luyện thành, nhưng cũng đã vô cùng lợi hại. Thiên miễn cười, nói. Hiện tại các ngươi đầu nhập vào khuê ngọc bệ hạ, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chân chính xuất lực, không phải là các ngươi, mà là ta và đám đạo hữu tứ diện thần. Chư quân, các ngươi đều đã lớn tuổi rồi, nhiều cũng chỉ có thể sống ba bốn vạn năm, ngắn cũng chỉ có năm sáu ngàn năm thọ mệnh. Thay vì ngồi yên chờ chết, không bằng đơn giản đặt cược một lần. Linh căn bỉ ngạn hoa đang ở trong tay đại toại, ta tất sẽ cướp đoạt, sẽ một lần nữa mở lại hư không giới, bảo vệ các ngươi bình an. Thanh âm của hắn cao vút kích động, cao giọng nói. Sau khi giết chết Thái Hoàng, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi pháp môn nghịch chuyển tiên thiên, để cho các ngươi cũng trở thành tiên thiên thần ma, không còn lão bệnh tử, đồng thọ với thiên địa. Chư quân, các ngươi còn do dự nữa sao? Hơn một ngàn vị đại đế thượng cổ này không chần chờ nữa, nhất tề không người, thi lễ với hách liên khuê ngọc, đồng thanh nói. Bệ hạ, Hách liên khuê ngọc vội vàng hoàng lễ, cười ha hả, nói. Các vị đạo huynh không cần khách khí. Phục hy thị bất quá chỉ có mấy chục đại đế, lại có thể thống trị vạn đế, nếu vạn đế không theo, dựng cờ tạo phản, lật đổ phục hy thần tộc bất quá chỉ là một cái nhất tay mà thôi. Chỉ riêng hách tư thị ta đã có 400 vị đại đế, luận nội tình, luận tài năng, cái nào không vượt qua phục hy thần tộc. Chư quân giúp ta, chính là lập lại trật tự, đạt được đại nghĩa. Một vị đại đế thượng cổ nói. Trung Hoàng Thần, con trai Thái Hoàng trấn thủ lục đạo giới, nếu hôm nay đã quyết lòng làm phản, không bằng xuất thủ diệt trừ hắn. Không thích hợp. Hách Liên Khuê Ngọc lắc đầu, miễn cười nói. Ta còn cần liên lạc những đạo hữu khác. Ba ngàn lục đạo giới, ba ngàn vị đại đế, còn cần phải gặp qua một lần mới được. Không nhọc bệ hạ đích thân di giá. Mấy vị đại đế thượng cổ liếc nhìn nhau một cái, miễn cười nói. Chúng ta sẽ đi khuyên bảo bọn họ, mời bọn họ xuất sơn là được cho dù bọn họ không chịu rời núi tương trợ, chúng ta cũng có thể dựa vào giao tình khiến cho bọn họ không giúp Thái Hoàng. Trong lòng hách liên khuê ngọc đại hỷ, vội vàng cảm ơn, nói. Kể từ đó, ta sẽ có thể đi tìm càng nhiều có chí chi sĩ, cùng nhau diệt trừ thế lực tà ác của Thái Hoàng. Trong chư đế, tất nhiên sẽ có tồn tại khó chịu đối với việc Thái Hoàng lũng đoạn thần khí thiên địa, đánh cắp thiên địa cương thống. Ta sẽ mời chào bọn họ, hợp lực lật đổ hoàng triều của Thái Hoàng. Chư quân đợi tin tức của ta, đợi khi nào ta dựng cờ đứng lên, các ngươi liền thuận thế phát động, công kích thiên đình, tru diệt chung hoàng thần. Các vị đại đế thượng cổ nhau nhau xưng vân, mỗi người rời đi. Hách liên khuê ngọc lại bái tạ thiên, nói. Hiện tại đại sự đã có thể thành, nếu ta ngồi lên đế vị, tất sẽ xuất lĩnh chư đế cung phụng thiên, nguyện làm thiên tử. Thiên cười ha hả, ngạo nghễ nói. Cái mà ta mong đợi, cũng không phải là nhận sự cung phụng của ngươi. Ta là muốn trong trận chiến này trở thành đạo thần. Tới lúc đó, ngươi làm thiên đế chân chính của ngươi, không cần phải cung phụng ta, tế bái ta. Hách liên khuê ngọc vội vàng nói. Thời đại thần kỷ bởi vì thiên mà sinh, Thái Hoàng làm việc bất nghĩa, vọng tưởng hủy diệt căn cơ của thời đại thần kỷ, thân là con dân của thần kỷ, nên cung phụng thiên, cung dưỡng thiên. Thiên lắc đầu, nói. Ngươi không cần cẩn cẩn thận thận như vậy. Tương lai, ta trở thành đạo thần, sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện tình hạ giới nữa. Ngươi chỉ cần treo cái tên thiên tử, thay ta thống trị thiên hạ, duy trì thiên đạo cương thường là được. Ánh mắt hách liên khuê ngọc chấp động, mỉm cười nói. Kế sách hiện tại. Kế sách hiện tại, chính là liên lạc với các đại đế có lòng không thần phục dưới trướng Thái Hoàng. Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Thái Hoàng không ngoại truyền phương pháp nghịch chuyển tiên thiên, độc trưởng huyền bí, tất nhiên sẽ có rất nhiều tồn tại lòng mang oán niệm với hắn. Đồ nhi vô kỵ của ta đã đi liên lạc với có chí chi sĩ, chuẩn bị khởi nghĩa tạo phản đồ nhi vô kỵ của ta khẩu tài cực cao, tài hoa tuyệt đại, trưởng khống đại não thiên ý, tinh thông nhân quả thuật toán, tất nhiên sẽ có thể thuyết phục rất nhiều đại đế đi tới tụ hợp. Bất quá, chưa đế dưới trướng Thái Hoàng rất nhiều, hắn trong nhất thời chốc lát không thể nhất nhất khuyên bảo những tồn tại có phản tâm này đi tới, còn cần bệ hạ đứng ra hỗ trợ. Hách liên khuê ngọc xưng vân, nói. Tứ diện thần tồn tại bậc này, không biết tới khi nào con trai có thể gặp mặt hắn. Hắn tự xưng là con trai, khiến cho các vị địa hoàng hách tư thị đều có chút không vui cảm thấy tự cam đê tiện các vị địa hoàng dù sao cũng là tồn tại đã từng thống trị từng cái từng cái thời đại đều là thiên hoàng đế cao cao tại thượng duy ngã độc tôn hiện tại hách liên khuê ngọc lại xưng thiên là cha tự cam làm con khiến cho bọn họ cũng có chút khó chịu bất quá trước khác nay khác thần thông đạo pháp năm xưa thua xa hôm nay hơn nữa thời đại thiên hoàng đế của địa kỷ và hỏa kỷ đã kết thúc hách liên khuê ngọc lại hùng tài vĩ lược tu vi thực lực cũng viễn siêu bọn họ, lại là đồng tộc đồng tông, bọn họ cũng không thể không tận tâm phụ tá. Khi nghe hắn nói vậy, không khỏi vui vẻ, miễn cười nói. Không bao lâu sau ngươi sẽ gặp được hắn. Hiện tại hắn đã đi luân hồi tán khu một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ bảy, đi gặp tán linh thần vương, mời tán linh tương trợ. Tán linh thần vương, kẻ trưởng khống một trong tam đại luân hồi thánh địa. Hách liên khuê ngọc vui mừng quá đổi. Nếu có thể được tán linh thần vương tương trợ, đại sự sẽ thành công hơn phân nửa rồi ngoại trừ tán linh thần vương còn có mẫu hoàng đại đế cũng cần phải lĩnh giáo một chút tứ diện thần đạo hữu cũng sẽ đi gặp nàng thiên thản nhiên nói hoàng triều của thái hoàng nhìn như vô cùng cường đại thật ra là khắp nơi tàn phá khắp nơi đều là lỗ thủng khắp nơi thông gió lật đổ hoàng triều của hắn dễ như trở bàn tay lần này ngươi tiến vào khu luân hồi thứ bảy nghe chỉ lệnh của ta ta dẫn ngươi đi gặp một vị tồn tại cực kỳ then chốt Hách liên khuê ngọc thấy hắn nói ngưng trọng như vậy, vội vàng nói. Xin hỏi vị tồn tại này là. Sinh mệnh do tiên thiên linh căn biến thành, trường sinh đại đế. Thiên nói xong câu này, liền biến mất không thấy đâu nữa. Hách liên khuê ngọc vội vàng xuất lĩnh 16 vị địa hoàng tiến vào khu luân hồi thứ bảy, đi theo tung tích của thiên, trong lòng giật mình. Trường sinh đế. Hắn lại vẫn còn sống. Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã chết trong đại thanh tẩy của Thái Hoàng rồi, không ngờ hắn vẫn còn sống cho tới bây giờ. Trường sinh đế hiện tại rất không tầm thường, hắn tại thời điểm Thái Hoàng tranh đoạt thiên hạ với một tiên thiên, thừa dịp hỗn loạn lấy trộm thánh dược của chư đế, đã tìm được hơn phân nửa thánh dược thất lạc. Mà những năm qua ta cũng đã sưu tập được không ít thánh dược. Đám thánh dược mà hắn còn thiếu, có một nửa ở chỗ này của ta, còn có một nửa ở chỗ của Thái Hoàng. Thanh âm của thiên truyền tới. Ngươi đi gặp hắn, chỉ cần đề cập tới chuyện chỗ của ta có một nửa thánh dược, Thái Hoàng có một nửa thánh dược, hắn nhất định sẽ xuất sơn giúp ngươi một gốc linh căn hoàn chỉnh, chiến lực cực mạnh không thua kém gì đạo thần. Ngươi mời được hắn xuất sơn giúp ngươi, làm ít lời nhiều. Trái tim hách liên khuê ngọc phanh phanh nhảy loạn, lẩm bẩm. Không ngờ trường sinh đế lại có bản lĩnh bậc này. Năm xưa ta thật là đã xem thường hắn rồi. O không o. Mà vào lúc này, trong luân hồi tán khu của khu luân hồi thứ bảy, tán linh thần vương nhìn về phía hỗn độn mênh mang trước mặt, khẽ cười lạnh. Tứ diện thần, ngươi vậy mà dám xuất hiện ở đây, lá gan thật ra không nhỏ a. À trong luân hồi tán khu này của ta có 800 đại đế trấn thủ, bày bố đại trận đạo giải đủ để tiễn ngươi quy thiên rồi. Bệ hạ biết rõ tán khu cực kỳ quan trọng, sao có thể không có phòng bị. Một mảnh hỗn độn lượng lờ, tứ diện thần từ trong hỗn độn đi ra, cười ha hả, nói. Thân là thần vương, tán linh đạo hữu vậy mà tự cam đọa lạc, cam nguyện làm chó săn cho Thái Hoàng. Tán linh, ta tới gặp ngươi, ngươi có biết là có chuyện gì sao? Tu vi thực lực tán linh thần vương hiện tại không tầm thường, đã đạt tới đẳng cấp như càng đô thần vương, khí tức chấn động toàn bộ tán thiên, cười lạnh một tiếng, nói. Đạo huynh cứ việc nói, nghe hay không nghe là do ta. Tứ diện thần cười ha hả, nói. Ta biết rõ ngươi bị vây khốn bởi thể ngôn hỗn độn, bị thái hoàng bức cho không thể không định ra khế ước hỗn độn với hắn, không được phản bội hắn. Lần này ta tới đây, chính là muốn giúp ngươi hóa giải khế ước. Sắc mặt tán linh thần vương đại biến, thất thanh nói. Ngươi có thể giải khai khế ước hỗn độn. Tứ diện thần miễn cười, nói. Ta chính là hỗn độn, giải khai khế ước hỗn độn có gì không thể. Chỉ cần không còn khế ước hỗn độn, ngươi chính là thân tự do. Những năm qua Thái Hoàng nô dịch ngươi, khi dễ ngươi, trong lòng ngươi không sinh ra hận ý sao? Ta giúp ngươi giải khai khế ước hỗn độn, ngươi giúp ta diệt trừ hoàng triều của Thái Hoàng. Ý của ngươi thế nào? Sắc mặt tán linh thần vương âm tình bất định. Ánh mắt tứ diện thần chớp động, lấy ra một tấm phù văn, miễn cười nói tấm phù văn này chính là ta dùng đại đạo hỗn độn luyện thành ngươi chỉ cần dán lên trên lồng ngực sẽ có thể ngăn cản khế ước hỗn độn khiến cho lạc ấn hỗn độn không còn hiệu lực ngươi nhận lấy trước nếu đáp ứng đợi tới khi ta khởi sự ngươi liền giết chết đế phần thiên cướp đoạt luân hồi tán khu cử binh làm phản thái hoàng tán linh thần vương tiếp lấy tấm phù văn kia trầm ngâm một lúc lâu thủy chung khó có thể quyết đoán tứ diện thần giao tấm phù văn này cho hắn sức dụ dỗ đối với hắn quả thật là không gì sánh nổi hắn thân là tiên thiên thần ma, năm xưa thần phục chung nhạc cũng là vì tình thế bức bách, sự bất đắc dĩ, phải định ra khế ước hỗn độn với chung nhạc, trở thành thần tử của chung nhạc. Chung nhạc đối đãi hắn không tệ, sau khi xưng đế, nhất thống thiên hạ, phong hắn làm luân hồi vương, trưởng khống một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ bảy, địa vị cao thượng, cực kỳ quan trọng. Đồng thời giao cho hắn 800 đại đế, để hắn ngự sử, có thể nói là trưởng khống binh đoàn lớn nhất thiên hạ. Địa vị của hắn ở trong hoàng triều có thể nói là chỉ dưới một người, gần với Thái Hoàng Trung Nhạc. Cho dù có gặp mặt lôi trạch, hoa tư tồn tại bậc này, hắn cũng chỉ cần xưng một tiếng đạo hữu, không cần hành lễ ý kiến. Tán linh thần vương cũng đã dần dần quên mất sơ tâm của chính mình, toàn tâm toàn ý giúp Trung Nhạc xử lý luân hồi tán khu. Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng cũng đã có biện pháp thoát khỏi khế ước hỗn độn, khiến cho sơ tâm hắn đã sớm quên lại chậm rãi xuất hiện. Nhưng Trung Nhạc đối đãi hắn quả thật không tệ, khiến cho hắn không thể quyết đoán. Lúc này, một nàng thiếu nữ chợt đi tới, miễn cười nói. Sao phụ vương lại mặt ủ mày trao, có chuyện gì khó xử, có thể để cho nữ nhi giúp phụ vương giải ưu hay không? Người tới chính là nữ nhi của hắn, dùng linh làm họ, tên là linh giải ngữ, vô cùng thông tuệ, rất được người khác yêu thích. Tán linh thần vương trở thành luân hồi vương, cưới vợ nạp thiếp, thái hoàng chung nhạc cũng nhiều lần phong thưởng cho con cái thê thiếp của hắn. Giải ngữ, vi phụ quả thật có chuyện sầu lo. Tán linh thần vương biết rõ nàng rất có chủ ý, nói lại ngọn nguồn sự tình một phen, lấy tấm phù văn hỗn độn ra, nói. Thái Hoàng có ân với ta, nhưng lại dùng thế ước hỗn độn hạn chế ta, bởi vậy có cừu oán với ta. Ta thật sự không biết phải làm như thế nào. Linh giải ngữ nhấp nháy mắt, cười khanh khách, nói. Phụ vương, ngươi còn chưa biết phù văn này là thật hay giả, đã sầu khổ chết đi sống lại như vậy rồi. Nếu phù văn này là giả, ngươi chẳng phải là buồn lo vô ích rồi sao? Tán linh thần vương nhất thời ngẩn ngơ. Sao tứ diện thần lại có thể đưa cho ta một tấm phù văn giả được? ta chính là luân hồi vương a linh giải ngữ nói chính bởi vì phụ vương là luân hồi vương quyền cao chức trọng cho nên mới đưa cho phụ vương một tấm phù văn giả nếu phụ vương thật sự tạo phản đã làm trái với khế ước hỗn độn lập tức sẽ chết biến thành khí hỗn độn thái hoàng bệ hạ sẽ thiếu đi một vị trọng thần một cánh tay đắc lực tứ diện thần có tổn thất gì tán linh thần vương lắc đầu nói tứ diện thần không có bất kỳ tổn thất nào chính là như vậy linh giải ngữ mỉm cười nói. Nếu ngươi không phản bội, bệ hạ cũng sẽ biết tứ diện thần đã tới nơi này gặp ngươi, trong lòng sinh ra hiềm khích, đối với ngươi không còn tín nhiệm như trước nữa. Nếu ngươi phản bội, ngươi sẽ chết, biến thành khí hỗn độn, tứ diện thần không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ ném ra một tấm phù văn mà thôi, lại có thể giết chết đại tướng điên cương của Hoàng Triều, suy yếu lực lượng của Hoàng Triều, hắn cớ sao không làm. Sắc mặt tán linh thần vương âm tình bất định. Linh giải ngữ cười tủm tỉm nói, phụ vương so với phần thiên đế thì thế nào? Tán linh thần vương trầm giọng nói. Đế phần thiên chính là tàn linh tàn hồn và thân thể vỡ vụn của 400 tôn đại đế biến thành, nộ hỏa phần thế, thực lực không kém gì ta. Thực lực của hắn chính là cấp bậc cự bá trong thần vương thái cổ. Linh giải ngữ lại hỏi. Bản lĩnh của phần thiên đế không kém gì phụ vương, 800 đại đế trong tán khu ta là nghe lệnh của phụ vương, hay là nghe lệnh của hắn? Một nửa nghe lệnh của ta, một nửa nghe lệnh của hắn chính là như vậy linh giải ngữ nói một khi phụ vương tạo phản tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương với phần thiên đế sau đó sẽ bị khí hỗn độn đồng hóa tán khu chết thì chết tàn thì tàn tứ diện thần không phí một binh một mã đã có thể dễ dàng chiếm cứ nơi này phụ vương ta lại hỏi ngươi tứ diện thần so với bệ hạ thì thế nào xa xa không bằng bệ hạ tán linh thần vương lắc đầu nói thực lực bệ hạ hiện tại sâu không thể lường ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ sâu cạn của hắn ta lại biết được sâu cạn của tứ diện thần, có được chiến lực gần như đạo thần. Linh giải ngữ mỉm cười, nói. Bệ hạ bị khốn bởi khế ước hỗn độn, cho tới hiện tại vẫn còn đang bế quan suy diễn đối sách. Hiệu lực một tấm phù văn của tứ diện thần có thể lớn bao nhiêu? Nếu khế ước hỗn độn có thể dễ dàng liền bị khắc chế như vậy, bệ hạ cũng không cần phải bế quan lâu như vậy. Tán linh thần vương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng. Có giải ngữ ở đây, vi phụ có thể dẹp bỏ hết thảy mọi chuyện phiền lòng, kê cao gối mà ngủ rồi. Tấm phù văn này xử trí như thế nào? Đưa cho Bệ hạ." Linh Giải Ngữ nói. Bệ hạ nhất định sẽ biết Tứ Diện Thần đã tới gặp ngươi, phụ vương chủ động đưa nó cho Bệ hạ, có thể hóa giải sự nghi ngờ của Bệ hạ. Nếu là giả, tự nhiên không gạt được Bệ hạ, nếu là thật, Bệ hạ sẽ có thể thoát khỏi nỗi lo của khế ước hỗn độn. Thiên đình có Bệ hạ tọa trấn, không cần phải lo lắng thắng bại. Phụ vương cũng sẽ lập được một đại công, địa vị càng thêm vững chắc tán linh thần vương cực kỳ vui vẻ nói con gái ta thông tuệ a à. ngươi theo ta đi thiên đình diện thánh o không o hai cha con tán linh thần vương rất nhanh đi tới thiên đình đạo thân dịch tiên sinh của trung nhạc triệu kiến tán linh thần vương kể lại chuyện tình một phen nói tiểu nữ giải ngữ giảng giải cho ta tránh cho ta phạm phải sai lầm lớn hiện tại ta muốn dân phù văn hỗn độn cho bệ hạ dịch tiên sinh nhất thời kinh ngạc mỉm cười nói tán linh đạo hữu Ngươi đã sinh ra nữ nhi tốt a, à, vậy mà thông tuệ như vậy, nàng đã có sư tôn chưa? Tán linh thần vương lắc đầu. Dịch tiên sinh miễn cười nói, ta có thể tìm cho nàng ba vị sư tôn a. À. Người đâu? Mời vân tướng, mặt tướng và thiên ti nương nương tới đây, cứ nói trẫm đã tìm được cho bọn họ một vị đệ tử. Tán linh thần vương vừa mừng vừa sợ, vội vàng không người tạ ơn. Dịch tiên sinh đứng dậy, miễn cười nói, giải ngữ đang ở ngoài triều a ngươi theo trẫm đi ra xem một chút. Quân thần hai người đi ra triều đình, Linh Giải Ngữ vội vàng tiến lên bái kiến, dịch tiên sinh mỉm cười, nói. Đứng lên đi. Quả thật là một nữ hài tử băng tuyết khả ái. Vân tướng, mặt tướng và thiên ti nương nương mỗi người thân mang tuyệt học, trưởng khống tam đại thiên thư lục đạo, khí vận và nhân quả, những năm gần đây cũng nghiên cứu thất đạo, dung nhập lĩnh ngộ thất đạo vào trong tam đại thiên thư. Tam đại thiên thư, mỗi người bọn họ đều được một quyển, cũng đều là tiên sinh của trẫm. Ngươi đi theo bọn họ cẩn thận tu luyện, trẫm rất mong đợi ngươi có thể đại phóng dị thải. Linh giải ngữ không người bái tạ. Không bao lâu sau, Vân Quyển Thư, mặt ẩn và thiên ti nương nương chạy tới, nhìn thấy Linh giải ngữ, kiểm tra một phen, ai nấy đều đại hoan hỷ, tán thưởng. Tán Linh đạo huynh, ngươi mặc dù có chút trì độn, nhưng nữ nhi lại là trời sinh thông tuệ a. Sắc mặt Tán Linh thần vương ửng đỏ, đúng ta lúng túng không nói lời nào. Dịch tiên sinh dẫn hắn đi tới tạo phụ cung, đưa tấm phù văn kia vào trong luân hồi thiên cầu. Một lúc sau, tấm phù văn bay ngược trở lại. Dịch tiên sinh miễn cười, nói. Đúng như giải ngữ sở liệu, tấm phù văn này là nửa thật nửa giả. Tứ diện thần luyện chế vật này hẳn cũng đã mất một phen tâm tư. Nếu ngươi dán tấm phù văn kia lên lồng ngực, có thể tạm thời mê muội khế ước hỗn độn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì ba ngày mà thôi. Ba ngày sau, hiệu lực của tấm phù văn biến mất sẽ lập tức khiến cho ngươi biến thành khí hỗn độn, hơn nữa tốc độ bùng phát sẽ càng mãnh liệt hơn tán linh thần vương có chút trận cả tóc gáy dịch tiên sinh giao tấm phù văn hỗn độn lại cho hắn mỉm cười nói kế ước hỗn độn ngay cả ta và đại tư mệnh cũng khó có thể ngăn cản càng huống chi là tứ diện thần bất quá tứ diện thần hẳn là không chỉ luyện ra một tấm phù văn hiện tại hắn hẳn đã đi gặp mẫu hoàng đại đế rồi tán linh thần vương thoáng do dự một chút nói mẫu hoàng đại đế nàng mẫu hoàng đại đế tất phản ta dịch tiên sinh thở dài một tiếng, nói. Tứ diện thần đích thân tìm tới, trong tay lại có đồ vật mà nàng cần, nàng không thể không phản. O không o. Khu luân hồi thứ bảy, mẫu hoàng cung. Mẫu hoàng đại đế, thọ mệnh của ngươi đã không lâu, cho nên mới không muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, tạo phản thái hoàng. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể duyên thọ thì sao? Tứ diện thần nhìn chầm chầm mẫu hoàng đại đế. Mặc dù dung mạo của mẫu hoàng đại đế vẫn còn trẻ tuổi, nhưng sinh mệnh đã đi tới điểm cuối, tinh khí không ngừng xói mòn, đại đạo không ngừng tan rã, đã không bằng trước đây. Tứ diện thần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Có thể cứu ngươi, ngoại trừ hư không giới ra, chính là sinh mệnh cổ thụ và thịt của đại tư mệnh. Mà hai loại bảo vật này đều đã rơi vào trong tay ta. Ngươi muốn sống, chỉ có thể đầu nhập vào ta, lật đổ đế nhạc, phá vỡ hoàng triều của đế nhạc. Sinh mệnh cổ thụ. Thịt của đại tư mệnh. Mẫu hoàng đại đế cực kỳ tâm động, Hai loại bảo vật này đối với nàng đều cực kỳ quan trọng. Nàng sắp sửa phải chết, linh hồn không còn tồn tại, tan rã tiến vào tán khu, luân hồi chuyển thế. Mà trung nhạc không muốn đại tội mở lại hư không giới, đã đoạn tuyệt ý niệm ký thác linh hồn của nàng. Bởi vậy sinh mệnh của thụ và huyết nhục của đại tư mệnh mà tứ diện thần đã nói chính là thủ đoạn duy nhất để nàng kéo dài sinh mệnh. Nàng cũng từng nghe nói qua truyền thuyết Đế Lâm lão mẫu. Đế Lâm lão mẫu chính là bàn đào thụ biến thành, trái cây của nàng có thể kéo dài tuổi thọ mà đế lâm lão mẫu chính là một quả hộp quả bàn đào trên sinh mệnh của thụ mọc ra. Ánh mắt mẫu hoàng đại đế chất động, cười thanh khách, nói. Tứ diện thần, ngươi nói mặc dù rất êm tai, nhưng lão thân còn có khế ước hỗn độn trên người, không thể phản bội khế ước. Mặc cho ngươi nói ngàn hoa vạn thảo, cũng khó có thể khiến cho lão thân phản bội thái hoàng. Càng huống chi, lần này không chỉ dính líu tới tính mạng của lão thân, còn dính líu tới vận mệnh của toàn thể công tộc ta. Thái hoàng đáng sợ tới cực điểm, ta không phản, cho dù thân tử, nhưng vẫn còn có thể bảo trụ công tộc, nếu ta làm phản, vậy thì ngay cả công tộc cũng sẽ diệt vong. Tứ diện thần khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm phù văn hỗn độn. Tấm phù văn này có thể mê muội lạc ấn khế ước hỗn độn. Chỉ cần đeo ở trên người, sẽ có thể tránh bị hỗn độn đồng hóa. Ta chính là xuất thân từ hỗn độn, ngươi hẳn là biết được điểm này, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Trái tim mẫu hoàng đại đế nhất thời đập thình thịch. Ta muốn ngươi làm rất đơn giản, chính là đoạt lấy một tòa thánh địa khác, thánh địa vãng sinh của khu luân hồi thứ bảy. Thánh địa vãng sinh vốn dĩ là của ngươi, lại bị Thái Hoàng đoạt mất, đưa cho tình nhân của hắn, lại khiến cho ngươi cơ khổ không nơi nương tựa, không chỗ đặt chân. Tứ diện thần cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi vì hắn đã lập được công lao hãng mã, mà Thái Hoàng chẳng những không thưởng thức, thậm chí còn thi triển quỷ kế, khiến cho công tộc ngươi không thể đạt được một tấc lãnh địa. Ngươi cam tâm tình nguyện sao? Sắc mặt mẫu hoàng đại đế âm tình bất định. Tứ diện thần xoay người rời đi, nói. Ngươi đợi tin tức của ta, chỉ cần tin tức của ta vừa ra, ngươi liền giết vào thánh địa vãng sinh, chém chết tình nhân tư mệnh của Thái hoàng, mà ta thì sẽ đưa trái cây sinh mệnh của thụ và một khối huyết nhục của đại tư mệnh tới, giúp ngươi trường sinh. Nếu ngươi không khởi sự, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, linh hồn cũng sẽ không còn tồn tại. Mẫu hoàng đại đế nắm lấy phù văn hỗn độn, sắc mặt đột nhiên tái xanh. Thái hoàng đã bất nhân, vậy đừng trách lão thân bất nghĩa. Lão nương đơn giản tạo phản a. O không o mà vào lúc này đám người hách liên khuê ngọc đã đi tới bên ngoài trường sinh điện chỉ thấy một gã nam tử trung niên nên tiếp mời đám người vào trong điện miễn cười nói những năm qua thái hoàng tìm không được ta mà các vị lại có thể tìm tới nơi này nghĩ tới hẳn là có thiên trợ giúp a à. hách liên khuê ngọc quan sát gã nam tử trung niên này trong lòng khẽ giật mình chỉ thấy gã nam tử này chính là trường sinh đế hiện tại tu vi sâu không thể lường thậm chí ngay cả bọn họ cũng đều không nhìn ra sâu cạn 16 vị địa hoàng lại càng kinh hãi hơn. Cửu đại linh căn, mỗi một gốc linh căn đều là bất phàm. Thế giới hoa đã trở thành tử vi, bỉ ngạn hoa đã từng mở ra hư không giới, luân hồi đằng đã nhất thống luân hồi, sinh mệnh cổ thụ, phù tan thần thụ, hỗn độn liên, tử trúc, tiên thiên quả thụ đều chấn động thiên hạ. Mà nếu linh căn có thể tu luyện, trở thành thần ma, như vậy sẽ đáng sợ tới mức nào? Hiện tại, đã có một gốc linh căn thành đế, xuất hiện trước mặt bọn họ. Chính là trường sinh đế những năm gần đây trường sinh đạo huynh mai danh ẩn tánh ẩn cư nơi này ngược lại cũng tiêu dao vui vẻ hiện tại ta chuẩn bị dựng cờ khởi nghĩa phản kháng chính sách tàn bạo của thái hoàng cầu hiền như khát nước bởi vậy đặc biệt tới mời trường sinh sư huynh tương trợ hách liên khuê ngọc khách khách khí khí nói lần này có thể tìm được quý phủ quả thật đúng là nhờ có thiên tương trợ thật không dám giấu giếm phần thánh dược mà đạo huynh đang thiếu kia trong tay của thiên có phân nữa trong tay của thái hoàng có phân nữa tin tức này có thể mời được đạo huynh xuất thủ tương trợ không? Ánh mắt trường sinh đế chớp động, cười ha hả, nói. Trong tay của Thái Hoàng có phân nửa thánh dược, nếu ta đầu nhập vào Thái Hoàng, giúp Thái Hoàng diệt trừ thiên, chẳng phải cũng có thể đạt được mục đích, đạt được toàn bộ thánh dược hay sao? Hách liên khuê ngọc nhất mực cung kính, nói. Ta nghe nói Thái Hoàng cho tới hiện tại vẫn thường xuyên tưởng niệm viêm hoàng và tử quan, thỉnh thoảng còn tế điện hồi tưởng. Sắc mặt trường sinh đế cứng đờ, phun ra một ngụm trọc khí, nói năm xưa một tiên thiên mượn ta tán đế ma trữ dùng để ám toán khương y kỳ kết quả liên lụy tử quan cũng vì cái chết của khương y kỳ mà tự tuyệt tạ tội liên quan gì tới ta thái hoàng ngược lại ghi hận ta thật sự là lẩm tẩm rồi những năm qua ta ẩn cư cũng là sự bất đắc dĩ bị thái hoàng bức cho không thể không trốn đông trốn tây chỉ là không chịu cô đơn lại không thể không tịch mịch nếu đã như vậy ta xuất sơn giúp ngươi cũng được bất quá phân nửa thánh dược trong tay thiên kia còn phải cho ta trước Hách liên khuê ngọc còn đang do dự, đột nhiên bên ngoài trường sinh điện vang lên thanh âm của thiên, nhàn nhạt nói. Trường sinh đạo hữu, phân nửa thánh dược kia, ta đã mang tới rồi. Từng gốc từng gốc thánh dược nhau nhau bay tới, có tới hơn 200 gốc, trước trước sau sau bay vào trường sinh điện. Trường sinh đế nhất thời đại hỷ, mỉm cười nói. Thiên, ngươi không sợ sau khi ta đạt được thánh dược sẽ không làm sao. Thanh âm thiên từ từ đi xa, văng vẳng truyền tới. Thái Hoàng nắm giữ trong tay hơn 200 gốc thánh dược còn lại, nếu ngươi muốn đạt được đám thánh dược kia, sẽ không thể không làm gì. Thiên, quả nhiên hiểu rõ lòng ta. Trường sinh đế cười ha hả, thu hồi đám thánh dược này, từng gốc từng gốc một kiểm tra, tránh cho bị thiên động tay chân gì trong đó. Đợi sau khi kiểm tra cẩn thận một lần, lúc này mới yên lòng lại, miễn cười nói. Bệ hạ, ta đi theo ngươi. Hách liên khuê ngọc nhất thời đại hỷ, không người bái tạ, nói. Ta được trường sinh đạo huynh tương trợ, tất sẽ không ai địch nổi. Bên cạnh hắn, một vị địa hoàng hắc tư thị hỏi. Xin hỏi trường sinh đạo huynh có những thủ đoạn gì? Ta sắp sửa khôi phục lại thân thể linh căng, tu thành thất đạo luân hồi. Dị tộc đạt được thánh dược của ta, chỉ cần một gốc thôi đã đủ để cho bọn họ mở ra bí cảnh thứ bảy. Mà ta cũng có thể mở ra cánh cửa thuận tiện, để cho dị tộc càng dễ dàng mở ra bí cảnh thứ bảy hơn. Trường sinh đế thản nhiên nói. Hơn nữa, ta còn có tam bảo. Một bảo vật có thể trị thương, không có thương tổn nào không thể trị một bảo vật có thể đầu độc, ngay cả thần vương thái cổ cũng có thể độc chết, ngoại trừ ta ra, không có thuốc chữa. Một bảo vật cuối cùng chính là chiến lực của ta, ta có mở ra thế giới chi lực. Đợi tới lúc thân thể ta khôi phục lại hoàn chỉnh, chiến lực sẽ sánh ngang đạo thần, bước vào đạo giới cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, chiến lực của ta hẳn là ngang bằng với thiên đạo hữu. Sắc mặt đám người không khỏi khẽ động. Hách liên khuê ngọc nghe được ba bảo vật này của hắn, trong lòng cũng mừng rỡ. Chữa thương, đầu độc, chiến lực, cả ba phương diện, trường sinh đế đều là tiêu chuẩn đỉnh cấp, quả thật không tầm thường. Càng huống chi hắn còn có thể trợ giúp người khác mở ra bí cảnh thứ bảy, đã bớt đi vô số thời gian tự mình tìm hiểu. Điểm này liền đủ để giúp hắc tư thị chế tạo ra không biết bao nhiêu cao thủ, khiến cho chiến lực cao cấp của hắc tư thị càng nhiều hơn, tồn tại đế cấp càng nhiều hơn. Trường sinh đế cười hắc hắc, nói. Ta ẩn cư mấy ngàn năm, hiện tại cũng nên xuất sơn rồi, trùng chấn một chút vi phong. Bệ hạ chuẩn bị khi nào khởi nghĩa? Hách liên khuê ngọc nói. Thiên dự định hạ thủ với càng đô thần vương trước, bắt giữ càng đô, thôn vệ hắn. Mà trước đó, còn cần phải liên lạc những có chí chi sĩ khác, tan rã giang sơn của Thái Hoàng. Luân hồi thánh vương hiện cũng đang gấp rút luyện chế trọng bảo, còn cần chút thời gian. Đợi tới lúc sự tình chuẩn bị thỏa đáng, ta đơn giản dựng cờ khởi nghĩa, tuyên bố lật đổ chính sách tàn bạo của Thái Hoàng, tự lập làm thiên đế. Khi đó thế như lửa lớn thiêu đốt đồng cỏ, đốt lên chiến hỏa khắp nơi trên mặt đất. Thái Hoàng đầu đuôi khó chu toàn, sẽ có thể giết chết Càng Đô. Trường Sinh Đế không cho là đúng, miễn cười nói. Không khỏi quá cẩn thận rồi a. À. Thái Hoàng vẫn còn đang bế quan đối kháng đạo quan đạo giới và lạc ấn hỗn độn. Chúng ta hẳn là thừa dịp này thống hạ sát thủ bằng không vạn nhất để hắn giải khai được lạc ấn hỗn độn, khôi phục lại thực lực, chẳng phải là nguy hiểm rồi sao? Đột nhiên ngoài điện chợt truyền tới một đạo thanh âm, miễn cười nói. Lạc ấn hỗn độn không phải dễ dàng sẽ có thể phá giải như vậy cho dù là đạo thần cũng khó có thể giải khai, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi. Ngay cả đại tư mệnh, nhục thân cũng bị đồng hóa thành hỗn độn. Đời này Thái Hoàng cũng không cách nào giải khai được lạc ấn, trường sinh đạo huynh cứ việc yên tâm. Trường sinh đế theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đại đế trẻ tuổi khí vũ hiên ngang tiến vào trường sinh điện, thi lễ với đám người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn chẳng phải chính là con trai của phong đạo tôn, vô kỵ thiên vương năm xưa sao. Nhiều năm không gặp, hắn cũng đã trở thành đại đế rồi sao hắn lại đầu phục hách liên khuê ngọc cái tên này là một sao chổi vô cùng xui xẻo năm xưa hắn đầu phục kẻ nào kẻ đó liền chết đế minh đế hậu mục tiên thiên toàn bộ đều bị hắn thắt chết không có chỗ chôn lá gan hách liên khuê ngọc ngược lại đủ lớn ngay cả hắn mà cũng dám dùng vô kỵ tiên sinh hách liên khuê ngọc vội vàng hoàng lễ mỉm cười nói lần này vô kỵ tiên sinh tới đây chẳng lẽ là có tin tức tốt muốn nói cho trẫm biết Phong vô kỵ cười hắc hắc, nói. Lần này ta đi một vòng, đã thuyết phục được 600 vị đại đế dưới trướng Thái Hoàng, lại liên lạc với các tân đế không nghe chiếu không nghe tuyên, khuyên được 1.800 vị tân đế tương trợ. Chỉ cần bệ hạ khởi sự, bọn họ liền khởi nghĩa vũ trang, hưởng ứng bệ hạ. Thách liên khuê ngọc mừng rỡ, thở dài nói. Vô kỵ tiên sinh thật đúng là phúc tinh của ta. Ta đạt được 2.400 vị đại đế này tương trợ, giang sơn của Thái Hoàng cũng đã có một nửa rơi trong tay ta tiên sinh công cao hàng đầu đáng nhận một cái cúi đầu của ta hắn không người liền bái phong vô kỵ vội vàng hoàng lễ hai người nhìn nhau cười lớn quân thần thấu hiểu lẫn nhau trường sinh đế e ngại phong vô kỵ xui xẻo vội vàng rời xa hắn một chút cười lạnh một tiếng nói vô kỵ tiên sinh ngươi là con trai của phong đạo tôn lại là huynh đệ với hoài ngọc đại đế lên chiến trường ta sợ ngươi sẽ phản bội phong vô kỵ nghiêm nghị nói trường sinh đạo huynh có thể yên tâm lên chiến trường ta tự sẽ khuyên bảo đệ đệ ta khiến hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa cùng nhau tương trợ bệ hạ nếu hắn không chịu ta tất nhiên sẽ chém hắn trường sinh đạo huynh cùng với bệ hạ trở lại thánh địa của hách tư thị trước trợ giúp các vị cường giả hách tư thị thành đế chuẩn bị khởi sự khởi nghĩa chỉ đợi tin tức của ta truyền tới liền mời chư quân cộng đồng xuất kích đuổi bạo quân xuống đài tinh thần đám người nhất thời đại chấn mỉm cười nói vậy ta đợi tin tức tốt của tiên sinh o không o hơn 10 năm sau, Hách Tư Thị có hơn 300 vị tân đế xuất hiện, nhất thời kinh hải thiên hạ, chấn động khắp vũ trụ hồng hoang. Tổng số đại đế Hách Tư Thị cộng lại đã vượt qua 400 tôn, có thể nói là đệ nhất đại tộc, cho dù là Phục Hy Thị, Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị cộng lại, chỉ riêng số lượng đại đế cũng là thuốc ngựa không bằng. Hiện tại lại có người tạo thế, nói Hách Tư Thị cũng là huyết mạch của Hoa Tư Thị, Hoa Tư Nương Nương và Hậu Thổ Nương Nương cũng là tổ tiên của Hách Tư Thị, Hách Tư Thị và Phục Hy Thị là chủng tộc huynh đệ nếu hiện tại hách tư thị lớn mạnh, sao Thái Hoàng lại không thoái vị nhường hiền, nhường đế vị lại cho chủng tộc huynh đệ. Còn có lời đồn nói, đương kim tộc trưởng hách tư thị hách liên khuê ngọc hùng tài vĩ lược, có khí khái thiên địa hùng chủ, quản giao chiêu hiền đại sĩ, hào kiệt tụ tập dưới trướng đông đúc, nhau nhau đầu nhập vào, đều tán dương tài trí của hách liên khuê ngọc. Còn có lời đồn đãi, nói đế tử đế gia tử sắc vô độ, hoang dâm vô đạo, ở nơi nào đó khi nam phách nữ, ở nơi nào đó làm sát kẻ vô tội, nói tới có chứng có cớ, ngay cả tên họ kẻ bị hại cũng đều có rõ ràng. Loại lời đồn này càng lúc càng nhiều, truyền khắp các nơi. Có một đám thảo dân nghị luận xôn xao, thêm mắm dặm muối, chậu phân từng chậu từng chậu chụp lên trên đầu Thiên Đế gia. Mà vào lúc này, các nơi lại có tà ma tác loạn, mấy năm liên tục thiên tai, còn có cường hào dung túng yêu ma quỷ quái cướp bóc thôn vệ bách tính, công kích nhân tộc. Nhân tộc trên các khỏa tinh cầu mời thần nhân xuất thế, tru diệt yêu nghiệt tà ma, lại bị người khác âm thầm vu oan nói là nhân tộc tàn sát kẻ vô tội, hủy diệt rất nhiều chủng tộc. Thiên hạ này càng lúc càng loạn, mà đạo thân dịch tiên sinh của Trung Nhạc ngồi cao ở trên thiên đình lại là một bộ lẫm cẩm, chính mình rất ít lý chính, đều là để cho đám người vân tướng xử lý. Vân tướng điều động đại quân phục hy thần tộc, trấn áp khắp nơi, thủ đoạn tàn nhẫn, lại bị lời đồn thêm mắm dặm muối truyền đi, nói bệ hạ vô cớ diệt tộc, bạo quân tàn bạo vô đức. Một năm này, khu luân hồi thứ bảy, bên dưới đạo giới, thánh địa luân hồi đột nhiên xác nhập, ầm ầm vang dội từng đạo từng đạo quang mang bùng phát, xung thiên oanh tiêu, quang mang diệu thế. Hai tòa thánh địa luân hồi rốt cuộc dung hợp cùng một chỗ, biến thành một tòa. Trong thánh địa luân hồi, luân hồi thánh vương chuyên tâm tế luyện dị bảo luân hồi thung, chính là thân cây sinh mệnh cổ thụ, đứng sừng sững trong thánh địa luân hồi, dẫn động đại đạo của khu luân hồi thứ bảy tới triều bái, lộ ra dị thải, hình thành cảnh tượng vạn đạo đại luân hồi đồ sộ. Lúc này, khắp các nơi trong vũ trụ lại có ngàn hoa vạn thảo, đất chảy kim tuyền, trong ngàn hoa mọc lên bia văn, trên bia văn có khắc mấy chữ, Thái Hoàng sẽ chết, Hách Hoàng lên thay. Mà đất chảy kim tuyền, trong kim tuyền có hoa sen, trong hoa sen có sách, trong sách viết thần kỷ Thái Hoàng lịch. Mở ra nhìn lại, Thái Hoàng lịch chỉ ghi chép tới năm nay liền đã dừng lại, phía sau chính là Hách Hoàng lịch, viết mấy chữ Hách Hoàng nguyên niên. Đồng thời, bách tính các tộc các nơi lại nhiều lần có thần nhân báo mộng, trong mộng nói Thái Hoàng vô đức, thương thiên quyết định lập tân đế khác, lệnh cho lê dân bách tính ủng hộ Hách Tư Thị. Hách Liên Khuê Ngọc trải qua một phen tạo thế, rút cuộc một ngày này tuyên bố xưng đế khởi nghĩa, thảo phạt hôn quân vô đạo. Nhất thời các lộ chư hầu các tộc thiên hạ nhau nhau hưởng ứng, khắp các giới trong vũ trụ, tinh hỏa khắp nơi trên mặt đất, đều đã đánh lên cờ hiệu phạt hôn quân vô đạo, lập tân đế khác, xua quân tiến công thần thành các nơi. Có chút thống soái của thần thành chính là đại đế, bị phong vô kỵ thuyết phục, nghe tin cũng nhau nhau khởi nghĩa, tuyên bố tạo phản. Khắp các nơi trong bốn giới, trong cùng thời gian nhất thời loạn thành một đoàn. Trong ba ngàn lục đạo giới, trung hoàng thần trấn áp các lộ phản loạn, bận rộn sức đầu mẻ tráng. Mà trong vũ trụ cổ lão, đám người trung hiếu văn cũng bận rộn trấn áp các lộ phản loạn, không kịp ngơi tay. O không o. Một ngày này, mẫu hoàng đại đế đi tới vãng sinh cung, cầu kiến tư mệnh nương nương, nói. Lão thân thọ mệnh đã tận, hôm nay sẽ phải chết, muốn cầu kiến nương nương lần cuối, nói một tiếng vĩnh biệt. Tư mệnh nương nương lệnh cho cung nữ để nàng tiến vào. Vào tới đại cung, mẫu hoàng đại đế ngồi xuống, nói nương nương, hôm nay ta đặc biệt tới từ biệt. Thọ nguyên linh hồn ta đã hết, không thể tiếp tục sống nữa. Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, cho nên mới tới đây từ giả. Vừa rồi ta ở bên ngoài đã nhìn thấy thánh địa của càng đô thần vương, chẳng lẽ càng đô thần vương đã di cư tới đây sao? Tư mệnh nương nương nói. Bệ hạ lo lắng thiên sẽ đối phó càng đô đạo huynh, bởi vậy để hắn lưu ở phụ cận, ta và hắn cũng tiện hai bên chiếu ứng lẫn nhau. Mẫu hoàng đại đế mỉm cười, nói bệ hạ suy nghĩ chu đáo a à. nương nương mấy ngày sắp tới lão thân sẽ hồn phi phát tán lẽ nào nương nương không có lời gì muốn nói với lão thân sao tư mệnh nương nương suy nghĩ một chút cực kỳ nghiêm túc nói bà ngoại nếu ngươi không tìm chết ngươi sẽ không chết trong lòng mẫu hoàng đại đế đại chấn tư mệnh nương nương đứng dậy nhẹ nhàng phất tay áo vãng sinh luân thật lớn vô thanh vô tức cuộn trào phiêu phù sau lưng nàng đạm mạc nói thiên đã tới rồi bổn cung đi tới nghênh tiếp bà ngoại, ngươi có muốn đi theo không? Mẫu hoàng đại đế thoáng có chút do dự, còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của tư mệnh nương nương, tư mệnh nương nương đã đi ra trước cửa vãng sinh cung, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trên thiên ngoại thiên động ngoại động của càng đô thần vương có thiên khung lưu động, bao vây thánh địa thiên ngoại thiên động ngoại động lại. Thiên quả nhiên đúng như nàng sở liệu, đã đi tới nơi này. Hiện tại chư đế hoàng triều đều bận biểu bình loạn khắp nơi, bận rộn sức đầu mẻ tráng vào lúc này thiên xuất hiện ở thánh địa vãng sinh khu luân hồi thứ bảy, chính là cực kỳ đúng dịp. Thiên ngoại thiên động ngoại động bị càng đô thần vương chế tạo cực kỳ phức tạp, thời không hỗn loạn, thiên mạch thông nhau, rắc rối phức tạp, chỉ hơi chút lơ là sẽ bị lạc vào trong đó. Nhất định phải do càng đô thần vương hoặc là hai tôn thần vương thiên cơ thiên huyền đích thân dẫn đường mới không bị lạc. Càng đô thần vương chính là thần vương thái cổ, là thần ma do tiên thiên thiên đạo sinh ra, năm xưa đã từng luận đạo với đại toại. Đại toại phát hiện 30 bức thiên đạo đồ, công lao của hắn cũng cực lớn. Tạo nghệ của hắn trên thiên đạo cực cao, mục đích kiến tạo nơi này, chính là muốn đối kháng sự xâm nhập của thiên. Hắn vốn dĩ kỳ thị hậu thiên thiên đạo, bất quá tạo nghệ trên thiên đạo đầu tiên là bị đại tội vượt qua, về sau lại trải qua chung nhạc hung đúc, quan niệm phát sinh cải biến, lý giải đối với hậu thiên thiên đạo cực sâu, đã cải tạo lại nơi này rất nhiều lần, tự nghĩ thiên tiến vào này tuyệt đối không thể bước vào thánh địa của hắn nửa bước. Nhưng hiện tại thiên trực tiếp xâm nhập, thời không hỗn loạn trong thiên ngoại thiên động ngoại động theo thiên tiến vào đột nhiên trở nên không còn hỗn loạn, thời không trật tự gọn gàng ngăn nắp, khiến cho thiên có thể thuận lợi xuyên qua. Tạo nghệ của thiên trên thiên đạo siêu việt ta rất nhiều. Chỗ sâu nhất trong thiên ngoại thiên động ngoại động, càng đô thần vương rất nhanh phát hiện thiên đang tầng tầng đột phá, trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục trốn trong sào huyệt nữa, mà là cấp tốc phóng ra ngoài. Hiện tại tạo nghệ của thiên đã viễn siêu hắn, nhìn thấu bố trí của thiên ngoại thiên động ngoại động. Nếu bị thiên bức ở trong động, Vậy hắn liền không còn đường để chạy, không có đường để lui, chỉ có thể ngoan ngoãn bị thiên thông vệ. Hiện tại xông ra, may ra còn có cơ hội đào tẩu. Càng Đô Thần Vương xông ra thiên ngoại thiên động ngoại động, kêu lớn. Thái Hoàng a Thái Hoàng, người bế quan lâu như vậy, hiện tại yêu ma quỷ quái gì cũng đều nhảy ra gây sóng gió. Nơi này cũng là hậu cung của ngươi, ngươi còn có thể để cho thiên làm càng ở nơi này sao? Bản thân Thái Hoàng còn khó bảo toàn, ở đâu ra tinh lực bảo vệ ngươi chứ? Thiên khung đột nhiên biến hóa, biến thành một cái vũ trụ thiên đạo thật lớn, vây khốn càng đô thần vương vào bên trong. Trên vách vũ trụ thiên đạo kia nhất thời xuất hiện vô số khuôn mặt, chi chi chích chích dán trên đó, không có tai mắt mũi miệng. Đột nhiên, trên đám khuôn mặt kia chợt xuất hiện từng khỏa từng khỏa nhãn đồng thật lớn, mỗi một khuôn mặt đều có một con mắt, chiếm cứ gần như cả khuôn mặt, nhất tề nhìn về phía càng đô thần vương, trong mắt lóe lên quang mang sáng ngời. Bắt được ngươi rồi. Rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi. Đám con mắt kia đột nhiên thu nhỏ lại, dời lên phía trên, phía dưới xuất hiện từng cái từng cái miệng lớn, trăm miệng một lời nói. Càng đô, không cần lại phản kháng nữa, chúng ta hợp thể a. Càng đô thần vương tức rùi bọc mép, lạnh lùng nói. Hợp thể con mẹ ngươi. Hôm nay ta đấu với ngươi cá chết lưới rách a. Thiên cơ, thiên huyền. Hai tiểu hài tử trên người chỉ mặc một cái yếm nhỏ xuất hiện một trái một phải hắn. sắc mặt thiên cơ thần vương, thiên huyền thần vương cực kỳ khẩn trương, ngẩng đầu quan sát bốn phía chỉ thấy đám khuôn mặt trên thiên không kia xoay chuyển xung quanh bọn họ, như sao dời, như đẩu chuyển. Thực lực của thiên đã mạnh mẽ hơn xưa, lại trải qua tẩy lễ của lần khai mở đạo giới, hấp thu được cơ duyên do mở ra đạo giới mang tới, đạt được 19 đạo hào quang thiên đạo, chẳng những đạo thương trên người khỏi hẳn, thực lực còn có sự đề thăng cực lớn, quả thật cực kỳ cường đại. Ba tôn thần vương càng đô, thiên cơ, thiên huyền đều là thần ma sinh từ thiên ngoại thiên động ngoại động. Nơi này có thể nói là sao huyệt của bọn họ, hiện tại ngay cả sào huyệt đều bị vây khốn có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa hô càng đô thần vương chỉ tay một cái thân hình thiên cơ thần vương đại biến cái yếm nhỏ càng lúc càng lớn biến thành một quyển thiên cơ đồ bao phủ thương thiên mà thiên huyền thần vương lại biến thành một vòng xoáy cực lớn xuất hiện sau lưng càng đô thần vương gào thét chuyển động cái vòng xoáy càng lúc càng lớn rất có xu thế thôn thiên ba người các ngươi đều sẽ phải hợp thể với ta thiên không đè xuống vũ trụ thiên đạo càng lúc càng nhỏ. Trên thiên không xuất hiện 49 bức thiên đạo đồ, Ngọc Điện Quỳnh Lâu, Cung Đình Điện Phủ, Nhật Nguyệt Sơn Xuyên, ầm ầm trấn áp xuống. Càng Đô Thần Vương gầm lên một tiếng, sau lưng đột nhiên dựng thẳng lên 19 quyển thiên đạo đồ, giống như từng cây từng cây đại kỳ tung bay, đâm thẳng về phía thương thiên đang đè xuống kia. 19 cây đại kỳ thiên đạo kia chấn động, đột nhiên diễn sinh ra 30 đạo hậu thiên thiên đạo, biến thành 49 cây đại kỳ, nên đón thiên đạo đồ thương khung thiên đạo. Ầm ầm, thiên cơ thần vương đẫm máu rơi xuống bị đánh trở về hình thái tiểu hài tử béo nhỏ tiếp theo vòng xoáy sụp đổ tan rã thiên huyền thần vương cũng bị đánh trở về hình thái tiểu hài tử béo nhỏ hai tiểu hài tử ngã ngửa ngay dưới chân càng đô thần vương miệng không ngừng thổ huyết càng đô thần vương rên lên một tiếng 49 thiên đạo bị ép tới mức không ngừng vặn vẹo lùi ngược trở về trong tai mắt mũi miệng hắn không ngừng chảy ra máu tươi vẫn như củ dốc toàn lực mạnh mẽ chống đỡ thực lực hiện tại của thiên quá mạnh mẽ căn bản không phải hắn có khả năng địch nổi. Đây chỉ là chiêu đầu tiên, chỉ chiêu đầu tiên hắn đã thua rồi, sắp sửa bị bắt. Bên ngoài vũ trụ thiên đạo, tư mệnh nương nương đứng trong đạo hỏa hừng hực, sắc mặt lãnh đạm, vương tay ra nhẹ nhàng chỉ một cái về phía trước. Vãng sinh luân sau lưng nàng nhất thời bay thẳng về phía trước. Ngón tay tư mệnh nương nương khẽ chuyển động, vãng sinh luân cũng theo đó chuyển động, ầm ầm vang dội. 49 thiên đạo của càng đô thần vương trong vũ trụ thiên đạo kia đột nhiên sụp đổ, khôi phục lại thành 19 thiên đạo. Tiếp theo, 19 thiên đạo cũng bị ép cho lùi trở về trong cơ thể. Vũ trụ thiên đạo trấn áp thẳng xuống, càng đô thần vương ngã sấp trên mặt đất, hai tay chống đất, gắt cao kiên trì, nhưng Thủy chung cũng không thể đứng dậy. Đối mặt với thiên hiện tại, hắn đã không còn dư lực phản kháng. Nhưng đúng lúc này, 49 thiên đạo đồ của thiên đột nhiên bay ra bốn phía. Đám khuôn mặt trên thiên không kia nhanh chóng đi xa, toàn thể vũ trụ thiên đạo trong khoảnh khắc giống như vô số bánh răng hỗn loạn, loạn thành một đoàn. Tư mệnh nương nương đám khuôn mặt hỗn loạn và thiên đạo đồ băng loạn kia đột nhiên mạnh mẽ thu hồi, biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt, trên mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, khuôn mặt xoay chuyển nhìn về phía tư mệnh nương nương. Tư mệnh, bằng vào ngươi cũng dám đối nghịch với ta. Cho dù là lôi trạch, hoa tư, nhìn thấy ta cũng phải lễ kính ba phần. Ngươi bất quá chỉ là một người đã chết, bị thái hoàng biến thành tồn tại giữa sinh và tử. Ngươi có thủ đoạn gì, cũng muốn cướp đi càng đô từ trong tay ta. Sắc mặt tư mệnh nương nương bất biến, xoay chuyển vãng sinh luân trước mặt. Kiện trọng khí trời sinh này chính là do đại đạo vãng sinh biến thành, ẩn chứa uy năng vô biên. Trải qua nàng tế khởi, thiên địa khu luân hồi thứ bảy nhất thời vạn vẹo, năng lượng kinh cũng bị nàng điều động. Vãng sinh luân ầm ầm chấn động, một đạo quan mang bắn thẳng về phía thiên không. Thiên cười lạnh một tiếng, lao thẳng về phía nàng. Thiên đạo mạnh hơn luân hồi. Đại đạo vãng sinh của ngươi bất quá chỉ là một bộ phận của đại đạo luân hồi mà thôi. Bằng thủ đoạn mèo ba chân của ngươi, cũng muốn tranh phong với ta sao? Nằm mơ. Ầm ầm. Hắn nên đón đạo hồng quang do vãng sinh luân bắn ra, giống như đón gió lướt sóng, chống đỡ đạo hồng quang giết về phía Tư Mệnh Nương Nương. 49 thiên đạo đồ liên tục mở ra, chấn cho vãng sinh luân lay động bất ổn. Tư Mệnh Nương Nương đột nhiên lui về phía sau. Thân hình của nàng mặc dù đang lui về phía sau, khoảng cách càng xa, hẳn là nên càng lúc càng nhỏ. Nhưng cổ quái chính là, thời điểm nàng lui về phía sau, thân thể ngược lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng vĩ ngạn, giống như một vị thiên mẫu cao cao tại thượng vậy. Vãng sinh luân to lớn không cùng ở trước mặt nàng đã biến thành một tấm gương nho nhỏ, mà thiên đang phóng tới lại đã biến thành một điểm tinh tế bay thẳng về phía tấm gương kia. Thái hoàng bệ hạ cũng không phải biến ta thành tồn tại giữa sinh và tử, mà là khiến ta dung nhập làm một thể với khu luân hồi thứ bảy. Sắc mặt tư mệnh nương nương buồn bã, vương tay trảo một cái. Khu luân hồi thứ bảy ầm ầm chấn động, một đạo linh quang như đằng xuất hiện trong tay nàng, ba một tiếng quốc bay thiên. Thiên, ngươi thật sự rất cường hoành. Bất quá, ở trong khu luân hồi thứ bảy, ta chính là vô địch, không có bất kỳ nhược điểm nào. Ba. Đạo Linh Quang kia một lần nữa quất tới. Thân thể gã thần nhân không có khuôn mặt kia đột nhiên chấn động, biến thành thiên ấn, nên đón Đạo Linh Quang kia, lại bị Đạo Linh Quang kia một lần nữa quất bay. Thiên ngục. Gã thần nhân không có khuôn mặt kia quát lớn một tiếng, đột nhiên biến thành thiên ngục, lại là một vòng xoáy giống như long quyển phong thật lớn, phía dưới nhọn, phía trên lại cực lớn đạo linh quang kia quốc tới, nhất thời bị thiên ngục cuốn lấy, hút vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy, từng gã từng gã thần nhân thiên đạo đột nhiên từng bước tiến lên, từ trên đỉnh vòng xoáy đi xuống, dết về phía tư mệnh nương nương, tổng cộng có 48 tôn thiên, chỉ là thực lực mỗi người mạnh yếu bất đồng. Nhưng đám thần nhân thiên đạo này đặt ở trong chư đế cũng đều là tồn tại cấp thần vương thái cổ, đồng thời dết về phía tư mệnh nương nương. Đám thần nhân thiên đạo này mỗi người tinh thông một loại thiên đạo, đều là phân thân của thiên thiên bởi vì là tế tự thần, nếu như hợp thể, bởi vì lực lượng tế tự không thuần túy, trái lại khó có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Mà nếu tách ra, ngược lại có thể dễ dàng phát huy mỗi một loại thiên đạo tới mức tận cùng. Một gã thần nhân thiên đạo trong số đó cuốn lấy đạo linh quan kia, 48 gã thần nhân thiên đạo còn lại thì liên thủ giết về phía tư mệnh nương nương, lập tức khiến cho tư mệnh nương nương khó có thể chống đỡ, cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, mẫu hoàng đại đế đột nhiên xuất hiện sau lưng tư mệnh nương nương, thân thể chấn động một cái, biến thành nguyên hình. Vô số đạo xúc tu đâm thẳng về phía hậu tâm tư mệnh nương nương. Bà ngoại, ngươi khiến cho ta rất thất vọng rồi. Đám xúc tu của mẫu hoàng đại đế vừa mới chạm tới sau lưng tư mệnh, thân thể tư mệnh nương nương đột nhiên biến hóa, biến thành do vô số linh quan tổ hợp, chính là linh quan đạo hỏa thiêu đốt hừng hực. Sắc mặt mẫu hoàng đại đế kịch biến, thất thanh nói. Thái hoàng khiến ngươi dung hợp làm một thể với luân hồi đằng rồi. Đinh 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 đinh, một tràng thanh âm va chạm giòn giả vang lên. Đám xúc tu của mẫu hoàng đại đế không thể gây tổn thương cho nàng chút nào, ngược lại bị đạo hỏa thiêu đốt lên, bốc cháy hừng hực. Mẫu hoàng đại đế thét lên chói tai, thanh âm thê lương, vội vàng bức đứt toàn bộ đám xúc tu, tránh cho đạo hỏa dính lên trên người. Năm xưa ta nguyền rủa các tộc thiên hạ, phản vệ cực kỳ cường đại, lúc đó ta cũng đã chết rồi. Tư mệnh nương nương xoay người lại, ống tay áo ba động vãng sinh luôn. Dục thân mẫu hoàng đại đế nhất thời sụp đổ tan rã, linh hồn cũng vặn vẹo sụp đổ thái hoàng khiến ta dung hợp với luân hồi đằng khiến cho ta đã biến thành bản thể của luân hồi đằng sắc mặt tư mệnh nương nương buồn bã hắn yêu ta không đành lòng để ta cứ như vậy chết đi vì vậy đã tế khởi ta biến thành một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy như vậy mới có thể bảo trụ linh hồn ta bất diệt luân hồi đằng chính là nhục thân của ta cũng nơi linh hồn ta ký thác chỉ là ta vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này hơn nữa cả ngày lẫn đêm cũng phải thừa nhận nỗi đau đớn do đạo hỏa thiêu đốt. Bất quá, như vậy cũng rất có lợi, ở trong này, kẻ nào cũng không giết được ta. 48 gã thần nhân thiên đạo nhao nhao công tới, nhấp tề oanh kích lên hậu tâm nàng, nhưng chỉ đánh cho một đám linh quan sao động, lại không thương tổn được tư mệnh nương nương chút nào. Khóe mắt mẫu hoàng đại đế cơ hồ muốn rách ra, linh hồn cũng đang sụp đổ tan rã, thanh âm thê lương. Tư mệnh, ta là bà ngoại của ngươi a, Ta đã biết sai rồi, ngươi buông tha cho ta ta là nhất thời bị choáng váng đầu óc. Sắc mặt tư mệnh nương nương càng lúc càng lãnh đạm, vãng sinh luôn mạnh mẽ xoay tròn, nhất thời xoắn nát linh hồn kể cả nhục thân của nàng. Ý của bệ hạ là, trong lúc đại chiến, đại tọa sẽ tế khởi bỉ ngạn hoa, để cho anh linh chiến tử có một địa phương ký thác. Sau khi ngươi chết, sẽ có thể tạm thời tiến vào hư không giới, đợi sau khi chiến tranh kết thúc lại có an bài khá. Nhưng cuối cùng ngươi đã khiến cho ta thất vọng rồi. Toàn thân mẫu hoàng đại đế triệt để vỡ nát, tiếp theo khế ước hỗn độn bạo phát dung hóa hết thảy mảnh vỡ linh hồn và mảnh vỡ nhục thân của nàng thành khí hỗn độn suy linh quan chấn động đột nhiên mạnh mẽ xé rách thiên ngục tòa thiên ngục kia bị cắt ra làm đôi biến thành hai khúc thi thể nằm rạp trên mặt đất bị đạo linh quan kia giết chết hai khúc thi thể kia đột nhiên chấn động biến thành một mảnh thiên khung lưu động bay đi một lúc sau đã từ trên trời giáng xuống biến thành một gã thần nhân thiên đạo tư mệnh nương nương xoay người đối diện với 49 gã thần nhân thiên đạo lạnh nhạt nói. Thiên, hiện tại ngươi hẳn là biết vì sao Thái Hoàng lại để cho càng đô thần vương lưu ở nơi này của ta rồi chứ. Hô! Tiếng gió rít gào truyền tới, khu luân hồi thứ bảy đột nhiên sáng lên, quan mang càng lúc càng sáng ngời. Sắc mặt 48 gã thần nhân thiên đạo đại biến, trên mặt xuất hiện từng khỏa từng khỏa thiên nhãn, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là linh quang, linh quang đạo hỏa lan tỏa, hoàn toàn bao vây nơi này. Hiển nhiên, Tư mệnh nương nương là muốn để cho đạo hỏa luyện chết hết thảy toàn bộ thần nhân thiên đạo, không chừa một tên, một lưới bắt giữ thiên, triệt để diệt trừ. Nàng hoàn toàn có loại thực lực này. Tư mệnh nương nương chính là luân hồi đằng, hơn nữa còn là bản thể trong hai vạn mươi 335 gốc luân hồi đằng cấu thành khu luân hồi thứ bảy. Trung nhạc tại thời điểm nàng bị đạo hỏa thôn vệ, đã dung hợp nàng với bản thể luân hồi đằng, bổ toàn khu luân hồi thứ bảy. Nàng chính là một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy, cũng là thần minh của khu luân hồi thứ bảy, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào mà khu luân hồi thứ bảy bao phủ. Chung nhạc để cho tư mệnh nương nương thủ ở chỗ này, bảo vệ mặt lưng của tổ đình, trấn thủ thánh địa vãng sinh một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ bảy, ngoại trừ tín nhiệm đối với tư mệnh nương nương ra, cũng là có lòng tin không gì sánh nổi đối với nàng. Đúng như những gì nàng đã nói, trong khu luân hồi thứ bảy, nàng chính là tồn tại bất tử, tồn tại vô địch. Nghĩ muốn giết chết nàng, chỉ có hủy diệt luân hồi đằng, hủy diệt khu luân hồi thứ bảy mà muốn hủy diệt khu luân hồi thứ bảy, sợ rằng chỉ có đạo thần của đạo giới hạ giới, hoặc là luân hồi thánh vương đích thân xuất thủ mới có thể làm được. Là ta kinh xuất rồi. Quả thật không ngờ nương nương lại lợi hại như vậy. 49 gã thần nhân thiên đạo kia trăm miệng một lời, mỉm cười nói. Bản lĩnh của nương nương bất phàm, ngày đêm thừa nhận nỗi khổ đạo hỏa phần thể vẫn còn có thể kiên trì cho tới hiện tại, đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ sợ cũng sẽ đau khổ tột cùng, hận không thể lập tức chết đi. Bất quá, ta cũng không phải chỉ có hư danh. Thiên đạo thương khung. Thân hình 49 gã thần nhân thiên đạo đột nhiên chằng chịt đang xen, cấu thành một cái trận thế, đồng thanh nói. Nếu ta không bắt được ngươi, sao có thể là tồn tại mở ra thời đại thần kỷ? Tư mệnh nương nương khẽ di một tiếng, trong mắt linh quan lượng lờ, nhẹ giọng nói. Thần thông đại nhất thống. ầm ầm. 49 gã thần nhân thiên đạo nhất tề hành động, thiên âm nhất thời mãnh liệt, thiên đạo bạo phát. Đám thiên đạo này là thiên đạo tới từ tử vi, lục đạo giới, vũ trụ cổ lão, đạo giới và khu luân hồi thứ bảy. Hiện tại hư không giới sụp đổ không còn, thiên đạo không còn, cho nên đã thiếu mất một giới. Hiển nhiên, thiên trong những năm qua đã dung hợp thiên đạo ngũ giới làm một thể, khai sáng ra thần thông thiên đạo đại nhất thống. Chỉ là đã thiếu khuyết hư không giới, khiến cho uy năng một chiêu thần thông đại nhất thống này của hắn không khỏi có chút suy sụp. Nhưng cho dù là vậy, thần thông đại nhất thống dù sao cũng là thần thông đại nhất thống, uy lực chí cường chí mảnh. 49 thiên đạo biến thành một mảnh thương khung, ngăn chặn đạo hỏa. Thương khung chấn động, một thanh thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, chém đứt đạo hỏa, chém về phía tư mệnh. Một kiếm này, thiên đạo mênh mang, hạo hạo đảng đảng, rất có khí thế không chỗ nào không lọc vào, không gì không phá nổi, vô cùng lăng lệ. Thiên, ta đã nói với ngươi rồi, ở trong khu luân hồi thứ bảy, không ai có thể đối địch với ta. Thân thể tư mệnh nương nương chấn động, linh quan hội tụ, mơ hồ xuất hiện hình thái luân hồi đằng vẫy vùng gào thét cuốn lấy thiên kiếm. Thanh thiên kiếm kia trong khoảnh khắc đã chấn động không biết bao nhiêu ức vạn lần, chấn cho linh quang không ngừng tan rã. Nhưng càng nhiều linh quang hơn nữa phóng vọt tới, biến thành vô số sợi thanh đằng không ngừng cuốn lấy, cuốn lấy thanh thiên kiếm kia chặt chặt chẽ chẽ, giống như một đoàn sợi len to lớn, hết thảy uy năng của thiên kiếm đều bị bao phủ trong đoàn sợi len kia. Một kích này của thiên quả thật vô cùng kinh diễm, dùng thân phận tế tự thần của hắn có thể đột phá hàng rào giới hạn, khai sáng ra thần thông thiên đạo đại nhất thống, quả thật là ngoài dự liệu của người khác. Nhưng tư mệnh đã là một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy, thân thể tương dung với luân hồi đằng. Ở trong khu luân hồi thứ bảy, cho dù là thần thông kinh thiên động địa như vậy cũng không làm gì được nàng. Một kiếm kinh diễm này của hắn lại bị luân hồi đằng hoàn toàn áp chế, nửa điểm uy năng cũng không thể rơi lên trên người tư mệnh. 49 gã thần nhân thiên đạo rên lên một tiếng, đột nhiên cầm càng đô thần vương và thiên cơ, thiên huyền lên, bay thẳng lên không trung, xé rách khu luân hồi thứ bảy và hiện thực dự định chạy trốn vào trong tử vi đi. Tư mệnh dung hợp với khu luân hồi thứ bảy, không thể rời khỏi khu luân hồi thứ bảy. Chỉ cần chạy ra khỏi nơi này, tư mệnh sẽ không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho hắn thôn vệ càng đô thần vương và thiên cơ, thiên huyền. Cũng trong nháy mắt 49 gã thần nhân thiên đạo bay lên không trung, vãng sinh luân đột nhiên chuyển động. 49 gã thần nhân thiên đạo cảm thấy không gian biến ảo bất định, bị vãng sinh luân tách ra, không khỏi thầm kêu một tiếng không xong. Vãng sinh luân có thể đối phó bất luận một tôn hậu thiên thần ma nào. Mạnh mẽ như mẫu hoàng đại đế cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Nhưng đối phó với tiên thiên thần ma lại không hữu dụng như vậy. Tiên thiên thần ma chính là linh nhục nhất thể, đại đạo chính là nhục thân, thọ mệnh vô hạn, tự nhiên sẽ không bị đại đạo vãng sinh khắc chế. Nhưng tư mệnh không chỉ đã trưởng khống đại đạo vãng sinh, còn trưởng khống đại đạo luân hồi, đồng dạng cũng tinh thông vũ thanh trụ quan. Tư mệnh đã dung hợp đại đạo vãng sinh, luân hồi, vũ thanh, trụ quan, đã diễn sinh ra công pháp của chính mình. Vãng sinh luân ở trong tay nàng, càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn so với ở trong tay vãng sinh thần vương. Cũng trong nháy mắt 49 gã thần nhân thiên đạo bị tách ra, 49 gã thần nhân thiên đạo này liền phát hiện mỗi người chính mình rơi xuống trên một mảnh tinh vân, toàn bộ đều bị tách ra, không thể liên thủ với nhau. Đám tinh vân kia chính là từng điểm từng điểm liên quan. Hình dạng của tinh vân giống như từng mảnh từng mảnh lá cây, chỉ là đám lá cây này thật sự rất khổng lồ. 49 gã thần nhân thiên đạo nhao nhao bay thẳng ra ngoài. Chỉ thấy vãng sinh luân thật lớn xoay tròn, khiến cho bọn họ thủy chung cũng không thể bay khỏi đám lá cây linh quang, trong lòng không khỏi đại chấn. 49 gã thần nhân thiên đạo ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vãng sinh luân kia càng lúc càng lớn, tâm thần không khỏi hoảng loạn. Vãng sinh luân cũng không phải đang dần lớn lên, mà là bọn họ đang thu nhỏ lại, theo lá dây leo luân hồi đằng thu nhỏ lại mà thu nhỏ lại. Nếu không thể nhảy ra khỏi đám lá cây luân hồi đằng này, bọn họ sẽ bị thu nhỏ lại tới tận cùng, bị nhốt trong cơ thể tư mệnh, thừa nhận đạo hỏa thiêu đốt. Khuôn mặt của tư mệnh xuất hiện trên thiên ngoại, cũng càng lúc càng lớn, nói rõ nàng đang thu hồi luân hồi đằng vào trong cơ thể. Một gã thần nhân thiên đạo nhất càng đô thần vương lên, ngẩng đầu lạnh lùng nói. Tư mệnh, nếu ngươi không thả ta đi, ta sẽ lập tức giết chết càng đô, thiên cơ và thiên huyền. Tư mệnh nương nương mắt liếc tai ngơ, đạo hỏa trên lá dây leo luân hồi đằng bắt đầu thiêu đốt hừng hực, thiêu đốt 49 gã thần nhân thiên đạo từng tiếng từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên tư mệnh nương nương ngươi ngay cả càng đô thiên cơ và thiên huyền cũng đều thiêu chết luôn sao gã thần nhân thiên đạo kia nhất thời ngưng trọng lớn tiếng nói thiên đây chính là đau đớn mà những năm qua ta đã gánh chịu tư mệnh nương nương nhẹ giọng nói ta suýt chút nữa đã diệt tuyệt hết thảy sinh linh trong vũ trụ hẳn là nên có ác báo này hiện tại có ngươi cùng chịu khổ với ta không biết ngươi có thể kiên trì nổi không khuôn mặt từng tôn từng tôn thần nhân thiên đạo vạn vẹo càng đô thần vương thiên cơ thần vương thiên huyền thần vương cũng bị đạo hỏa thiêu đốt kêu la thảm thiết không thôi đạo hỏa thiêu đốt nhục thân của bọn họ thiêu đốt đại đạo của bọn họ cảm giác đau đớn vô cùng cường liệt thấu tận tới xương cho dù là thần vương cũng không thể chịu đựng nổi rất khó tưởng tượng tư mệnh vậy mà ngày đêm đều đang thừa nhận nỗi thống khổ như thế hơn nữa đã trải qua mấy ngàn năm đằng đẳng nàng suýt chút nữa đã diệt tuyệt hết thảy chủng tộc trong vũ trụ tội nghiệp này quá lớn, nghiệp báo cũng sâu. Hiện tại, thiên và đám người càng đô phải cùng với nàng thừa nhận nghiệp báo như vậy, thủ đoạn cũng tính là tàn nhẫn. Bất quá, nàng làm như vậy cũng không có bất luận áp lực tâm lý gì. Bảo hộ càng đô và giết chết càng đô, đối với nàng cũng đều có hiệu quả giống nhau. Mắt thấy toàn bộ đám lá dây leo và linh quang đều sắp sửa bị nàng thu vào cơ thể, đột nhiên, một cái bàn tay từ trên thiên không vương tới, cầm lấy sợi luân hồi đằng sắp sửa bị tư mệnh nương nương thu vào trong cơ thể, nhẹ nhàng rung một cái. 49 gã thần nhân thiên đạo và càng đô, thiên cơ, thiên huyền hết thảy đều bị hất văng rơi xuống. Bàn tay kia lại vất mạnh một cái, toàn bộ đạo hỏa trên thân thể mọi người nhất thời dập tắt. 49 gã thần nhân thiên đạo vừa mừng vừa sợ, trăm miệng một lời nói. Hỗn độn đạo huynh. Một gã nam tử khuôn mặt bao phủ trong tầng tầng thần quan xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn về phía tư mệnh nương nương, chắp tay hành lễ, nói. Nương nương, đắc tội rồi hai cánh tay hắn mở ra. 49 cả thần nhân thiên đạo và đám người càng đô không tự chủ được bay lên, liền muốn rời khỏi khu luân hồi thứ bảy. Tư mệnh quát lên một tiếng chói tai, linh quang ngập trời mãnh liệt, linh quang và đạo hỏa rập trời ngập đất phóng vọt tới, biến thành đại thủ liệt hỏa hừng hực chụp về phía bọn họ. Cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia vất ống tay áo một cái, bàn tay ầm ầm va chạm với bàn tay của nàng, bột phát ra từng tiếng từng tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Toàn thể khu luân hồi thứ bảy đều bị chấn cho không ngừng rung rẩy, hai vạn bốn ngàn ba trăm ba mươi lăm gốc luân hồi đằng nhau nhau chậm rãi xuất hiện sắc mặt tư mệnh nương nương đại biến nhưng đúng lúc này thiên đình phía trên tổ đình đột nhiên xoay chuyển toàn thể thiên đình xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy trong thiên đình một kiện trọng bảo to lớn không cùng ầm ầm khởi động vô số luân hồi đạo âm nổ vang luân hồi thiên cầu chuyển động một đạo quan mang khủng bố bạo phát chém thẳng về phía gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đạo huynh lưu lại đi thôi phía sau luân hồi thiên cầu một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ từ dâng lên, bác đạo luân hồi sau đầu xoay tròn, vô cùng bá đạo. Bàn tay còn lại của thần nhân hỗn độn thất khiếu kia nâng lên, va chạm với đạo quang mang do luân hồi thiên cầu bắn ra. Một cổ chấn động càng thêm kịch liệt truyền tới. Chỉ thấy đạo quang mang của luân hồi thiên cầu xuyên thấu bàn tay của thần nhân hỗn độn thất khiếu, bất quá cũng không thể giết chết được hắn. Bảo bối tốt a. À. Thần nhân hỗn độn thất khiếu mở miệng tán thán, thân hình bị đụng cho bắn ngược về phía sau, đột nhiên lắc mình một cái, mang theo thiên và đám người càng đô rời khỏi khu luân hồi thứ bảy, đi tới tử vi. ầm ầm, Thiên đình một lần nữa chấn động kịch liệt, nhanh chóng xoay chuyển, xuất hiện trong tinh vực tử vi. Luân hồi thiên cầu một lần nữa chấn động, lại bắn ra từng đạo từng đạo quan mang, chém về phía gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Đạo giải. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia quát lớn một tiếng, vậy mà thi triển ra đại thần thông đạo giải, ầm ầm va chạm với bi năng của luân hồi thiên cầu, thân hình loạn choạng, mang theo thiên và đám người càng đô nhanh chóng rời đi. Trong thiên đình, phía sau luân hồi thiên cầu, chung nhạc trên lên một tiếng, há miệng phun ra một cổ khí hỗn độn nồng đậm, vội vàng trấn trụ lạc ấn hỗn độn trong cơ thể. Hắn liên tục hai lần thôi động luân hồi thiên cầu, lạc ấn hỗn độn trong cơ thể suýt chút nữa không thể khống chế. Mà đạo quan đạo giới rơi vào trong đại đạo luân hồi của hắn cũng suýt chút nữa đột phá sự phong tỏa của đại đạo luân hồi, giết chết hắn. Một lúc lâu sau, chung nhạc cuối cùng cũng chế trụ lạc ấn hỗn độn và đạo quan đạo giới, thở dài một tiếng, khẽ nhíu mày một cái. Ta giúp cự thú hỗn độn điêu khắc ra khiếu thứ bảy, không ngờ lại phóng xuất ra một đại ma đầu như vậy. Chỉ sợ lần này càng đô đạo huynh chạy trời không khỏi nắng rồi. Hắn một lần nữa tiến vào trong luân hồi thiên cầu, dụng tâm suy tính làm sao phá giải lạc ấn hỗn độn. Mà đạo thân dịch tiên sinh thì rời khỏi thiên đình, đi tới vãng sinh cung, đi gặp tư mệnh nương nương. Vừa gặp mặt tư mệnh, dịch tiên sinh không khỏi cả kinh, thất thanh nói. Ngươi! Tư mệnh nương nương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt cổ quái, nói. Ta va chạm một chưởng với gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia, đạo hỏa trên người liền dập tắt, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Đạo hỏa ngày đêm thiêu đốt trên người nàng đã hoàn toàn dập tắt, thân thể hoàn chỉnh, thiên y vô phùng, hoàn toàn là do linh quan cấu thành. Gã hỗn độn thất khiếu này rốt cuộc muốn làm gì, sao lại giúp ta dập tắt đạo hỏa trên người? Sao lại muốn cướp đi càng đô, thiên cơ và thiên huyền? Tư mệnh nương nương không hiểu nói. Dịch tiên sinh có chút suy tư, nói: Dập tắt đạo hỏa trên người ngươi, rất có thể là đặc tính của hỗn độn. Đạo hỏa là đại đạo thiêu đốt, hỗn độn bất đồng với những đại đạo khác, trong hỗn độn không có đại đạo, bởi vậy hắn có thể dập tắt đạo hỏa trên người ngươi. Đạo hỏa trên người ngươi mặc dù hừng hực nóng bỏng, khiến cho ngươi vô cùng thống khổ, nhưng cũng là thủ đoạn bảo vệ ngươi. Có tầng đạo hỏa này trên người, thực lực của ngươi sẽ càng cường đại hơn, khiến cho người khác không dám tiếp cận. Mà dập tắt đạo hỏa trên người ngươi, khiến cho ngươi thiếu đi một thủ đoạn tự bảo vệ chính mình tư mệnh mỉm cười nói nhưng ta lại rất hài lòng đạo hỏa vừa tắt loại thống khổ không ngừng bị đạo hỏa thiêu đốt kia cũng theo đó tiêu tán khiến cho ta có cảm giác vô cùng dễ dàng hiện tại chúng ta rốt cuộc đã có thể thân cận rồi dịch tiên sinh suy tư nói hắn cướp đi càng đô thiên cơ và thiên huyền chính là để cho thiên thôn vệ bọn họ bổ toàn thiên đạo của thiên thiên cho tới hiện tại vẫn là tiên thiên tế tự thần mặc dù càng mạnh hơn trước đây nhưng cách đạo thần vẫn còn một đoạn khoảng cách không nhỏ nếu có thể thôn vệ càng đô thiên cơ thiên huyền vậy thực lực của thiên sẽ liền nhảy vọt trở thành tồn tại có thể chống lại tứ diện thần khởi nguyên đạo thần mục đích của thần nhân hỗn độn thất khiếu rốt cuộc là cái gì tư mệnh nương nương cũng lâm vào trầm tư nếu hắn muốn đối địch với ta mặc kệ mục đích của hắn là cái gì nhất định cũng phải diệt trừ hắn dịch tiên sinh trầm giọng nói thực lực của hắn quá mạnh mẽ còn cường hoành hơn đại tư mệnh sau khi đã trở thành đạo thần, có thể dễ dàng ngăn cản uy năng của luân hồi thiên cầu. Hắn còn có thể thi triển ra thần thông đạo giải, đây mới là đáng sợ nhất. Đạo giải vừa rồi hắn thi triển ra, chính là đạo giải hoàn chỉnh. Thần thông đạo giải dưới trạng thái lục giới đại nhất thống, thế gian này có thể làm được một bước này mà không bị phản vệ, chỉ có, chỉ có. Tư mệnh nương nương nhìn chầm chầm hắn, lặng lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Sắc mặt dịch tiên sinh âm tình bất định, thấp giọng nói chỉ có một mình ta ta ở trong cơ thể mở ra vũ trụ càng khôn dùng sáu bí cảnh nguyên thần làm căn cơ mở ra lục giới lại kết hợp với hai bí cảnh vũ và trụ bí cảnh đạo nhất của ta chính là đạo giới của ta nội tàng tiên thiên thánh địa của ta cho nên thi triển ra đạo giải hoàn chỉnh mới không bị phản vệ ngoại trừ ta ra phong sư huynh cũng có khả năng thi triển ra đạo giải nhưng ta chưa từng nhìn thấy hắn thi triển qua bởi vậy chỉ là khả năng mà thôi mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lại cũng có thể làm được một bước này, thật sự rất quỷ dị. Hắn thật sự có thể thi triển ra toàn bộ thần thông của tất cả mọi tồn tại trên thế gian sao? Tồn tại bậc này quá đáng sợ rồi. Năm xưa, Trung Nhạc giúp cự thú hỗn độn điêu khắc ra thất khiếu, là muốn hỏi hắn tương lai, nhưng không ngờ sau khi điêu khắc thành công vậy mà đã phóng xuất ra một con quái vật đáng sợ như vậy. Luân hồi thiên cầu là vũ khí cường đại nhất đương kim thế gian, trước đây bị Trung Nhạc dùng để đánh xuyên đạo giới cũ. Quy năng mạnh mẽ như vậy thế nhưng chỉ vẻn vẹn có thể khiến cho bàn tay thần nhân hỗn độn thất khiếu bị thương có thể thấy được thực lực hắn mạnh mẽ tới mức nào đại tư mệnh sau khi thành tựu đạo thần thực lực của hắn mặc dù cường hoành không ai có thể địch nổi nhưng so với gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này vẫn còn thua kém không ít chung nhạc tự nghĩ cho dù chính mình khôi phục tới trạng thái toàn thịnh cho dù có tế khởi luân hồi thiên cầu cũng không phải là đối thủ của kẻ này chỉ khi nào tiến vào đạo giới trở thành đạo thần chân chính lại kết hợp với uy năng của luân hồi thiên cầu, lúc này mới có khả năng chống lại hắn. Càng đô, thiên cơ, thiên huyền sợ rằng đã gặp phải độc thủ của hắn, bị thiên thôn vệ. Hiện tại, thiên hạ đại loạn nổi lên bốn phía, hách liên khuê ngọc tạo phản tác loạn, các lộ đại đế giả tâm bừng bừng, đều muốn chia một chén súp, nguy cơ trùng trùng. Tư mệnh nương nương dò hỏi. Ngươi định làm thế nào? Hách liên khuê ngọc chỉ là con kiến hôi mà thôi, không đáng để lo hắn chẳng qua chỉ là con cờ mà đám tồn tại khởi nguyên đạo thần tứ diện thần đẩy ra dùng để thăm dò ta chân chính đáng sợ vẫn là đám tồn tại khởi nguyên đạo thần tứ diện thần hắc bạch nhị đế luân hồi thánh vương này bọn họ tu thành đạo thần sẽ có thể ngang vai ngang vế với ta cộng thêm đạo giới vậy thì phi thường đáng sợ rồi dịch tiên sinh nói trận chiến này không thể thua đã thua rồi chúng ta liền không còn gì cả hách liên khuê ngọc cứ giao cho đám người hiếu văn Hoàng thần đi ứng phó đi. Ta cần toàn tâm toàn ý nghiên cứu biện pháp phá giải lạc ấn hỗn độn, đối phó đạo quan đạo giới, không thể phân tâm quá nhiều. Bằng không, tương lai quyết chiến sẽ bại vô cùng thê thảm." Tư Mệnh nương nương gật đầu, nói, "Phong đạo tôn ở trong đạo giới." Dịch Tiên Sinh cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Từ khi đạo giới mới kiến thành cho tới hiện tại đã trải qua hơn 40 năm. Thời gian hơn 40 năm, Phong Hiếu Trung vẫn như cũ không có bất kỳ tin tức gì nói rõ hắn vẫn còn bị vây khốn trong bảy rập đạo thần, chưa thể thoát thân. Ngộ tính của phong hiếu trung cực kỳ kinh người, lần này tiến vào đạo giới cũng có sung túc nắm chắc. Năm xưa đại tư mệnh mở ra đạo giới mới, trung nhạc tế khởi đại đạo luân hồi xỏ xuyên qua luân hồi của đại đạo đạo giới. Hắn gấp gáp như vậy, cướp đoạt công lao của luân hồi thánh vương, chủ yếu chính là trung nhạc lo lắng luân hồi thánh vương sẽ lại động tay chân trong bảy rập đạo thần. Hắn đích thân nhất thống luân hồi của đại đạo đạo giới, không hề động tay chân gì, Phong Hiếu Trung chỉ là rơi vào trong bẫy rập đạo thần đơn thuần, muốn nhảy ra đối với thiên tài như Phong Hiếu Trung cũng không tính 10 phần khó khăn. Nhưng hiện tại Phong Hiếu Trung vẫn chưa có bất cứ tin tức gì, chỉ sợ là đã tao ngộ những vấn đề khác. Ta đã nhất thống luân hồi của đạo giới, hào quang đại đạo do khai mở đạo giới mang tới cũng có một phần nhỏ của ta. Dịch tiên sinh trầm ngâm, nói. Đợi sau khi ta giải quyết xong khế ước hỗn độn và đạo quan đạo giới, sẽ tiến vào đạo giới một lần, nhìn một chút xem phong sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì o không o mà vào lúc này thiên mang theo đám người càng đô thần vương gấp gáp phi hành đột nhiên chỉ thấy hỗn độn nứt ra bọn họ vậy mà tiến vào một mảnh hỗn độn mênh mang trong hỗn độn kia còn có một phiến thiên địa sừng sững bao la hùng vĩ khiến cho thiên kinh ngạc không thôi những người khác đều là khai thiên trong vũ trụ ví dụ như đại tư mệnh mở ra tử vi và đạo giới chung nhạc mở ra khu luân hồi thứ bảy không ai không phải như vậy mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lại là mở ra một tiểu vũ trụ trong hỗn độn quả thật kỳ lạ. Khó trách rất nhiều người đều muốn tìm hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm được. Hắn ẩn thân ở nơi này, kẻ nào có thể tìm được hắn? Thiên đạo hữu, giữa ngươi và ta có khế ước hỗn độn, bởi vậy ta mới ra tay cứu ngươi. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia ném ba tôn thần vương càng đô, thiên cơ, thiên huyền xuống đất, ngữ khí đạm mạc nói. Thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta lại càng hữu dụng. Ngươi thôn vệ bọn họ đi thôi. Trong lòng thiên không khỏi đại hỷ, chợt nhớ tới lời thề chính mình đã lập ra với hắn, trong lòng không khỏi cảnh giác. Năm xưa, cả thần nhân hỗn độn thất khiếu này đã cứu hắn từ trong tay đại tư mệnh, lại định ra khế ước với hắn, khiến cho chính mình phát thể với hỗn độn, giúp hắn chiến đấu với cường địch. Hiện tại gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lại cứu hắn từ trong tay tư mệnh, nhắc lại cố sự, hiển nhiên cường địch trong tương lai kia rất không tầm thường, ngay cả vị tồn tại đáng sợ này cũng cần liên thủ với hắn, hơn nữa còn không tiếc đề thăng thực lực của hắn. Đạo huynh, xin hỏi cường địch tương lai của ngươi là ai thiên cẩn cẩn thận thận hỏi ngữ khí thần nhân hỗn độn thất khiếu kia hờ hững nói hiện tại ngươi không cần biết tới lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết thiên cũng không dám hỏi nhiều hắn mặc dù cường hoành nhưng vừa rồi đã bại trong tay tư mệnh mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lại có thể dễ dàng đánh bại tư mệnh có thể thấy được chênh lệch giữa hai người bọn họ to lớn tới mức nào hắn đột nhiên mở ra cái miệng lớn nuốt chửng càng đô thiên cơ thiên huyền vào trong bụng, dụng tâm luyện hóa, khóe mắt lại âm thầm quan sát phiến không gian trong hỗn độn này. Chỉ thấy nơi này vô cùng thần thánh, thiên địa vậy mà tự thành luân hồi, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thánh địa trong phiến thiên địa này dày đặc sang sát, toàn bộ đều là tiên thiên thánh địa, đại đạo như rồng, tự động uống lượng trên không trung. Mà trên thiên không, một cái chuông đồng to lớn không cùng treo cao trên đó, bao phủ hơn phân nửa thiên khung. Cái chuông lớn kia chậm rãi chuyển động, ngoài mặt lạc ấn một đám phù văn mà ngay cả thiên cũng xem không hiểu, bao phủ dày đặt trên vách chuông, lúc sáng lúc tối, hẳn là hoa văn hỗn độn. Chất liệu cái chuông này bất phàm, không phải vàng, không phải sắt, không phải đá, không phải gỗ mục, hơn phân nữa là tài liệu trong hỗn độn chế tạo thành. Mặc dù không bằng được luân hồi thiên cầu của Thái Hoàng, nhưng cũng rất không tầm thường, chỉ sợ không thua kém chí bảo đạo thần. Thiên phóng tầm mắt nhìn về phía những địa phương càng xa hơn, vậy mà nhìn thấy trong hỗn độn ngoại trừ phiến thiên địa này còn có những phiến thiên địa khác, cũng có từng cái từng cái chuông lớn huyền phù, trong lòng lại càng kinh hãi lẽ nào trong hỗn độn còn có những thần nhân hỗn độn thất khiếu khác nữa? Xem ra, hơn phân nữa là có tới bảy gã thần nhân hỗn độn thất khiếu. Trong thiên địa mấy tòa hỗn độn còn lại kia không có bất kỳ sinh linh nào, hoang liêu trầm tịch. Mà trong phiến thiên địa này, cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đang ngồi trên cái chung lớn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Càng đô, thiên cơ và thiên huyền ở trong cơ thể hắn không ngừng giải dụa. Thiên không dám phân tâm, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, toàn lực luyện hóa ba tôn thần vương. Không biết trải qua bao lâu, tu vi của thiên đột nhiên tăng mạnh, tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh hơn. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng chuông ngân, tiếng chuông hào hạo đảng đảng chấn cho thiên cũng phải đầu ván mắt hoa, không thể không phân thần một chút. Cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia vừa chấn động hồng chung một cái, sáu cái hồng chung trong sáu tòa thế giới hỗn độn còn lại cũng theo đó chấn động, một tiếng tiếp theo một tiếng. Sau đó, lại có tiếng chuông từ thiên ngoại truyền tới, mơ hồ loáng thoáng, khiến cho thiên không khỏi nghi hoặc tiếng chuông tự hồ từ trong tử vi truyền tới. Là ai đang chấn vang hồng chung? Sau khi tiếng chuông chấm dứt, Thiên cũng phát hiện chính mình đã trong lúc bất tri bất giác luyện hóa xong ba tôn thần vương bọn càng đô. Tiên thiên thiên đạo của ba tôn thần vương này toàn bộ đều dung nhập vào trong cơ thể chính mình, bị hắn tiêu hóa không còn một mảnh, khiến cho thực lực của hắn bạo tăng, thiên đạo viên mãn. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng thi lễ với gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia, nói Đa tạ đạo huynh đã dùng tiếng chuông giúp ta luyện hóa càng đô. Thiên đạo của ngươi mặc dù viên mãn, nhưng vận chuyển lên vẫn còn thiếu khuyết, thiếu mất tiên thiên dịch đạo, không thành được đại diễn thiên đạo. Cả thần nhân hỗn độn thất kiếu kia từ trên hồng chung đi xuống, nói: "Bất quá, ngươi tu luyện tới một bước này đã rất không tầm thường rồi. Thực lực hiện tại của ngươi cũng đã có thể với so sánh với Hắc Đế đạo thần, Bạch Đế đạo thần. Nghĩ muốn vượt qua bọn họ, ngươi chỉ có thể nghịch chuyển tiên thiên, trở thành đạo thần mà thôi." Thiên không ngừng nói phải, miễn cười hỏi: "Đạo huynh bản lĩnh của ngươi vượt qua ta mấy trăm lần, tất nhiên biết rõ pháp môn nghịch chuyển tiên thiên, có đúng không? Biết rõ. Giả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh nhạt nói. Bất quá, ngươi lại không luyện được. Ngươi thân là tiên thiên tế tự thần, thân thể tạp chất quá nhiều, trừ phi ngươi có thể tiến vào đạo giới, đoạt xá tôn thiên nhân kia. Nhưng hiện tại hắn đã là đạo thần, ngươi đoạt xá hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ bị hắn hấp thu ăn tươi. Thiên bị dọa cho sợ hết hồn, miễn cười nói thực lực của phong đạo tôn vượt qua ta không biết bao nhiêu lần hiện tại ta nào dám đoạt xá hắn đạo huynh ta hiện tại lập tức hạ giới sang bằng giang sơn của thái hoàng tương lai phát sinh đại chiến ta tự nhiên sẽ xuất hiện gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia phất ống tay áo một cái ta sao có thể bỏ qua trận chiến đánh chết thái hoàng chứ thiên ngươi đi thôi thiên khôi phục lại tinh thần chỉ thấy chính mình đã trong lúc bất tri bất giác quay trở lại tinh vực tử vi trong lòng kinh tháng không thôi tán thưởng Tồn tại sâu không thể lường a. Thực lực của hắn thậm chí còn cường hoành hơn Tứ Diện Thần, Khởi Nguyên Đạo Thần. Ta có hắn làm chỗ dựa, cũng không cần sợ hãi đám người Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần nữa. O không o. Trong thế giới hỗn độn, cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia quay trở lại ngồi trên hồng chung, bàn tay nâng lên chống cằm, lẳng lặng nhìn về phía trước, ánh mắt âm u. Thái Hoàng, cách thời điểm ngươi vẫn lạc càng lúc càng gần hơn. Thời không đã hỗn loạn, làm sao biết ta quá khứ không phải là ta? trận chiến này, nhất định phải đánh cho thời không trong suốt, càng không thoáng đảng. O không o. Đương. Trong thánh địa của hỗn độn thị, hỗn độn lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía cái hồng chung vắt ngang trên không trung thánh địa kia, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Như thế nào hiện tại liền vang lên rồi? Kỳ quái. Ta còn tưởng rằng cần ta phải đích thân chấn vang mới được. Đạo hữu trong chung, nên tỉnh lại rồi. Vũ trụ cổ lão, tinh vực quảng hàng đại doanh hiếu văn đế đồn trú bên ngoài tinh vực quảng hàng cách tuấn cung không xa thiên hạ đại loạn hiếu văn đế thân là đại hoàng tử của thái hoàng trách nhiệm trọng đại bởi vậy cầm binh ức vạn dựa vào chỗ hiểm mà thủ trong cửu hoàng thị hắn chính là lớn tuổi nhất cũng chính là hắn ở trên cơ sở của trung nhạc cải thiện hệ thống tu luyện linh hồn của đại tội, diễn biến thành hệ thống tu luyện hồn phách đương kim thế gian rất nhiều đại đế đều nhận được phúc lợi của hắn mới có thể đạt tới thành tựu hiện tại trong cửu hoàng thị thực lực của hoàng thần thị chính mạnh nhất, mà tu vi của hiếu văn đế chính là thâm hậu nhất, rất có phong thái trưởng giả, danh tiếng vang xa. Niên kỷ hắn lại cũng không lớn, vô cùng trẻ tuổi. Vô số tinh vực to to nhỏ nhỏ phụ cận tinh vực quảng hàng đều là lãnh địa của hắn. Trong đám tinh vực này có hơn 100 vị đại đế, tất cả đều thuộc về hiếu văn đế điều khiển. Hiện tại, đám đại đế này trưởng quản binh mã, hối hả ngược xuôi, trấn áp các lộ phản loạn trong vũ trụ cổ lão, hiếu văn đế cũng mệt nhọc không chịu nổi. O không o. Trong tuấn cung, hiếu văn đế ngồi ở dưới, bộ dáng nhất mực cung kính, phía trên có một nàng thần nữ ngồi nơi đó, dung nhan có một không hai thiên hạ, nhàn nhạt nói. Thái tử, ngươi công vụ bề bộn, lại vừa mới chinh chiến trở về, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, không cần thường xuyên tới chỗ của ta, quấy nhiễu thanh tịnh của ta. Hiếu văn đế nói. Mẫu thân, phụ hoàng đã sớm muốn đón ngươi trở về thiên đình. Hiện tại thiên hạ loạn lạc, cho dù là nhi thần cũng không dám nói có thể bảo toàn bản thân, càng huống chi là tuấn cung. Không bằng mẫu thân cùng ta trở lại thiên đình, hai bên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta cùng với bệ hạ sinh ra ngươi, chỉ là trả lại ân tình cho hắn. Sau đầu nàng thần nữ kia, một phần minh nguyệt chậm rãi chuyển động, không dính một chút khí tức nhân gian lửa khói nào, nói. Ta cùng với hắn sinh ra ngươi, ân tình gì cũng đã trả lại rồi. Ngươi tuy là con trai của ta, nhưng lại là do bệ hạ nuôi lớn trưởng thành. Ngươi không cần nhớ tới ta, cứ việc đi làm chuyện của ngươi đi. Hiếu Văn Đế kẻ nhíu mày. Sở dĩ hắn tuyển chọn trấn thủ phụ cận tinh vực quản hàng, chính là biết rõ mẫu thân của chính mình cư trú ở nơi này. Hắn vừa mới sinh ra đã bị Nguyệt Thần đưa cho chung nhạc, tuổi nhỏ không nhận được bao nhiêu tình mẫu tử. Nhưng Nguyệt Thần dù sao cũng là mẫu thân của hắn, sau khi Hiếu Văn Đế phong vương, liền thường xuyên lui tới nơi này làm bạn với Nguyệt Thần. Mẫu thân có chỗ không biết. Vân tướng truyền tin tức tới, nói trước đây thiên đã giết chết tuấn Nguyệt Thần Vương, luyện thân thể hắn thành bảo vật thiên đạo. Mấy ngày gần đây, Vân Tướng đã kiểm tra luân hồi thiên cầu, phát hiện công pháp của thiên đã đại thành, đã có thể thoát khỏi bảo vật thiên đạo do nhục thân Tuấn Nguyệt Thần Vương biến thành rồi. Hiếu Văn Đế nói. Bởi vậy Vân Tướng hoài nghi, thiên có thể sẽ giải phóng ý thức của Tuấn Nguyệt Thần Vương, để cho Tuấn Nguyệt Thần Vương trở về Tuấn Cung. Mẫu thân cư trú ở nơi này, chính là cư ngụ trên hang hổ. Nơi này sẽ không còn là địa phương không gần nhân gian lửa khói, có thể an tâm tu luyện, rất nhanh sẽ trở thành sát lục tràng. Hơn nữa, phụ hoàng cũng rất nhớ ngươi nguyệt thần lắc đầu nói ta đã không còn ân oán nhân quả dây dưa gì với hắn nữa nếu ta đi thiên đình chỉ sợ sẽ lại có tình ti sinh sôi quấy loạn đạo tâm của ta hiếu văn đế không người nói mẫu thân nhi thần cũng rất nhớ ngươi a à. rất mong đợi có thể phụng dưỡng dưới gối nhị lão nhi thần là do phụ hoàng nuôi lớn phụ hoàng bận rộn vất vả nhi thần bình thường gặp mặt hắn cũng rất ngắn ngủi chỉ có thể ngày đêm tu luyện chưa từng trải qua niềm vui hầu hạ nhi thần không phải là tiên thiên thần ma không có thọ nguyên vô tận một đời này rất ngắn ngủi khẩn cầu phụ mẫu cùng một nhà có thể khiến cho nhi thần hiếu kính cũng tính là bồi thường thân thể nguyệt thần khẽ rung lên một cái than thở ngươi đã khiến cho đạo tâm của ta loạn rồi suy si nhi đứng lên đi ta theo ngươi trở về thiên đình là được hiếu văn đế nhất thời đại hỷ vội vàng đứng dậy nhưng đúng lúc này đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới thần tướng báo tin điện hạ bắt đẩu vương đã làm phản tâm thần hiếu văn đế đại chấn ngay sau đó khôi phục lại như thường mỉm cười nói mẫu thân trước thu thập một chút bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi hành ta đi gặp một bắt đẩu một chuyến o không o tinh vực huyền tẩn cách tinh vực quản hàng cũng không tính quá xa một bắt đẩu được phong là bắt đẩu vương trấn thủ tinh vực huyền tẩn phụ cận còn có tinh vực thiên diệu của câu trần thị và tinh vực thiên cung của lư hạp thị lần này một bắt đẩu khởi binh tạo phản hiếu văn đế cũng sớm đã có phòng bị mục tiên thiên chính là chết trong tay trung nhạc bị trung nhạc hủy diệt tiên thiên thánh địa hoàn toàn diệt trừ hắn lúc đó Mặt tướng đã bắt giữ mục bắt đẩu chuẩn bị giết chết trị tội nhưng trung nhạc bởi vì cảm niệm mục tiên thiên là đạo hữu của hắn cho nên đã ứng với thỉnh cầu trước khi chết của mục tiên thiên bỏ qua cho mục bắt đẩu lại phong làm bắt đẩu vương cho phép hắn trấn thủ tinh vực huyền tẩn, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn toàn bộ tuyệt học của mục tiên thiên thậm chí ngay cả thần thông đại nhất thống mà một tiên thiên khai sáng ra cũng truyền thụ cho hắn, vô cùng chiếu cố. Bắt đầu hiền đệ, ngươi khởi binh tạo phản, không làm thất vọng ơn tài bồi, ơn nuôi dưỡng của cha ta sao? Trước trận hai quân, Hiếu Văn Đế nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một bắt đầu toàn thân giáp trụ, bên cạnh có chư đế đi theo, sát khí đằng đằng, cao giọng nói. Ngươi hẳn là nhớ rõ, năm xưa cha ta đối đãi ngươi thế nào? Nếu cha ta muốn trị tội ngươi, ngươi còn có ngày hôm nay sao? ngươi và ta dù sao cũng từng là bạn học, từng cùng ở dưới tòa hạ của phong đạo tôn học tập thần thông đạo Pháp. Cha ta cũng thường xuyên chỉ dạy cho ngươi, có chút bất công thiên vị nào không? Hiếu văn huynh không cần nói nữa. Ngữ khí một bắt đầu nghiêm nghị nói. Huyết cừu phụ mẫu không đội chung trời. Ta báo huyết cừu trước, tương lai sẽ tự sát trả lại ân đức của Thái Hoàng là được. Huynh trưởng, năm xưa Thái Hoàng mang theo ngươi, phụ hoàng ta mang theo ta, gặp nhau trên đại hội chư đế tương lai. Thái Hoàng khen ta, mà phụ hoàng ta khen ngươi chúng ta lại chưa từng giao phong qua với nhau bao giờ cách thời gian mấy ngàn năm hôm nay chúng ta rốt cuộc đã có thể tranh cao thấp một trận rồi a à? hiếu văn đế khẽ nhíu mày nhìn về phía doanh địch cảm thấy có chút quỷ dị cười lạnh một tiếng nói chúng ta tranh cao thấp một trận sao trong quân ngươi lại có nhiều người ngoài như vậy tuấn nguyệt thần vương cũng ở trong quân của ngươi ngươi mời tuấn nguyệt thần vương tới đây chẳng lẽ là muốn hạ thủ với mẫu thân của ta binh bất yếm trá có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một bắt đầu dốc tận đại quân, đại kỳ phiêu phù, ầm ầm giết tới. Đột nhiên, một phần minh nguyệt treo cao, một công tiên thiên thần vương vô cùng cổ lão tỏa trấn trong đại quân. Nguyệt quang vung vải, thiên đạo treo cao, thiên uy sao động, ở trên không đại quân biến thành 30 kiện trọng bảo thiên đạo hỗn nguyên đại la kiếm, trượng thiên bộ địa thiên thư, thiên thùy thái cực ấn, huyền tẩn chi môn, giết về phía đại quân của Hiếu Văn Đế. Kẻ này chính là Tuấn Nguyệt Thần Vương. Năm xưa, ở thời đại Phục Mân Đạo Tôn, Tuấn Nguyệt Thần Vương chuyên tâm nghiên cứu thiên đạo, tự xưng là thiên đạo chủ, trưởng khống lực lượng và uy năng vô biên, là một trong những thần vương cường đại nhất lúc đó, không thua kém gì hắc bạch nhị đế và thần ma tà tam đế. Nếu không phải thiên đột nhiên ngang trời xuất thế, nhất cử thôn vệ hắn, hắn nhất định sẽ trở thành một đời bá chủ trong thần vương. Sau khi thiên thôn vệ hắn, đã chia nhục thân hắn ra làm 30 phần. Trong đó, đại não thiên ý, một trong tam bảo của Bích Lạc Cung chính là đại não của hắn, thiên phạt chính là nắm tay của hắn. Có thể tưởng tượng chiến lực của hắn kinh người tới mức nào. Mà thiên ngục bên cạnh bích lạc cung, cũng là một bộ phận thân thể hắn. Ngục chủ thiên ngục tay cầm thiên ngục, trước đây đã từng nhất cử đâm xuyên nguyên nha thần vương. Nhưng hiện tại, thiên đã thôn vệ ba người càng đô, thiên cơ và thiên huyền, thực lực đại tiến. Tuấn Nguyệt thần vương lại bị hắn phun ra, biến thành một bộ phận của thiên đạo, trả thân thể hắn lại cho hắn, để hắn thay thiên làm việc. Chiến lực của Tuấn Nguyệt thần vương cực cao, 30 kiện bảo vật thiên đạo nhao nhao bay ra, khiến cho người ta kinh hãi run sợ. Bày trận. Hiếu văn đế quát lớn một tiếng. 100 một vị đại đế mỗi người thôi động đại trận, sát phạt dân trào. Sát trận thất đạo luân hồi vận chuyển, biến ức vạn thần ma thành đạo luân hồi thứ bảy, tác động tinh tú chư thiên. Nhất thời, vô số tinh tú nhất tề sáng lên, không biết bao nhiêu khỏa tinh tú bắn ra từng đạo từng đạo tinh quang, liên tiếp vô tận tinh tú, nhìn từ xa giống như một đạo quang võng vô cùng phức tạp vậy bày đại trận đạo giải. Hiếu văn đế truyền lệnh xuống. Một trăm vị đại đế mang theo từng tòa từng tòa sát trận thất đạo luân hồi bày bố trận hình đạo giải. Chỉ thấy đám thần ma dưới trướng một bắt đầu đối diện cũng bày bố trận hình đạo giải. Song phương ầm ầm va chạm, uy năng vô cùng đáng sợ bạo phát, thổi quét vô số tinh tú chư thiên, khiến cho quần tinh dao động, nhao nhao ảm đạm xuống. Tuấn Nguyệt thần vương cũng nhân cơ hội bạo phát, minh nguyệt treo cao. Trong vầng trăng, 30 kiện bảo vật thiên đạo đánh về phía đại quân của Hiếu Văn Đế, công phá từng tòa từng tòa sát trận thất đạo luân hồi. Mà một bắt đầu thì lao thẳng về phía Hiếu Văn Đế, trầm giọng nói. Tuấn Nguyệt Đạo Huynh, ngươi đi Tuấn Cung, bắt giữ mẫu thân hắn, loạn tâm trí hắn. Hiếu Văn Đế hừ lạnh một tiếng, giữa không trung chặn đánh Tuấn Nguyệt Thần Vương. Bảy đạo quan luân sau đầu xoay tròn, cắt ra thời không, ngăn cản Tuấn Nguyệt Thần Vương. Ông! Quan luân sau đầu hắn ầm ầm bạo phát. Chỉ một thoáng, vô số thanh thần kiếm giống như khổng tức xuề đuôi vậy mở ra, ở giữa không trung chém xuống ngăn cản từng kiện từng kiện bảo vật thiên đạo, khiến cho đám bảo vật thiên đạo kia không thể đánh vào tinh vực quản hàng. Đám thần kiếm kia đinh một tiếng khép lại, biến thành một cái kiếm hạp dựng thẳng trong thất đạo luân hồi sau đầu hắn. Ầm ầm. Một cổ chấn động kịch liệt truyền tới. Bàn tay còn lại của Hiếu Văn Đế va chạm với đại trưởng của một bắt đẩu, tinh hải nhất thời dân trào, vĩ lực khôn cùng bạo phát. Pháp lực thật hùng hồn. Tuấn Nguyệt Thần Vương kinh ngạc tán thán, không khỏi tán thưởng. Pháp lực hùng hậu như thế, thật không biết ngươi làm sao có thể luyện thành. Niên kỷ của ngươi không lớn lắm, tạo nghệ trên pháp lực đã không thua kém gì ta. Đại hoàng tử của Thái Hoàng quả thật phi phàm. Một bắt đổ bị một trưởng của hắn ngăn cản, đáp xuống, thân thể đột nhiên lay động, biến thành ba đầu. Sau mỗi một cái đầu đều xuất hiện thất đạo luân hồi. Một cái đầu dùng thần đạo làm chủ, một cái đầu dùng tà đạo làm chủ, một cái đầu dùng ma đạo làm chủ, trầm giọng nói. Hắn chỉ tu hồn, không tu linh. Hồn phách của hắn cực mạnh, chấn động tinh không, có được vĩ lực vô biên. Tuấn Nguyệt đạo huynh nhất định phải cẩn thận. Tuấn Nguyệt thần vương mỉm cười, nói: Hắn quả thật rất bất phàm, đã có thể ngang hàng với thần vương thái cổ rồi. Đáng tiếc, lần này trưởng tử của Thái Hoàng đã phải chết ở đây. Ta chính là Thiên đạo chủ, Thiên đạo tức đạo của ta. Thiên đạo thương khung. 30 kiện bảo vật thiên đạo treo cao, minh nguyệt đột nhiên rơi xuống, nhét 30 kiện bảo vật thiên đạo vào trong, biến thành Thiên đạo thương khung quy năng từng kiện từng kiện bảo vật thiên đạo bộc phát mãnh liệt, banh kích về phía Hiếu Văn Đế. Cùng lúc đó, thân hình một bắt Đẩu khẽ động, thất đạo luân hồi sau đầu xoay tròn, thi triển ra tuyệt học cường đại nhất. Thiên hạ đạo thống. O không o. Tinh vực thiên cung, con thứ ba của Thái Hoàng, Lư Hạp Đế từ xa nhìn về phía tinh vực Quảng Hàng. Chỉ thấy quan mang thần thông đạo Pháp rọi sáng từng đạo từng đạo tinh hà, sắc mặt không khỏi đại biến, nói. Một bắt Đẩu làm phản rồi một bắt đầu căn bản không phải là đối thủ của đại huynh. Nhìn vần minh nguyệt kia, hẳn là tuấn nguyệt thần vương đã sống lại. Ta nhất định phải đi tới tương trợ. Hắn đang định dốc tận đại quân, xuất binh chạy tới. Đột nhiên đúng lúc này, chợt có cường địch đột kích, sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy mấy trăm cổ đế quan đen như mực phiêu lưu trong tinh không vũ trụ. Trên đám quan tài kia đứng không biết bao nhiêu đại quân thần ma. Ba ngàn đại đế lục đạo giới. Lẽ nào cửu đệ hoàng thần đã thua rồi? không đúng. Là đám đại đế lục đạo giới phản loạn quá nhiều, cửu đệ không thể chiếu cố hết được. Lư hạp đế nhìn về phía đám đế quan này, tế khởi một đạo tinh hà. Đạo tinh hà lập tức ầm ầm đùng đùng vang dội, thu nhỏ thành một sợi roi bạc, trầm giọng nói. Bày trận, nên địch. Hắn tế khởi đồ đằng trụ, liên lạc đám cửu hoàng thị còn lại. Đám người không động đế, cứu cương đế, công chúa băng xuyên, nhau nhau nhận được tin tức. Mà vào lúc này, trên đế đô tổ tinh, một cổ đế quan thủy tinh đột nhiên phóng thẳng lên cao, phá không bay đi. Thái hoàng cử tử, toàn bộ xuất động. O không o. 64 thần thành, thắp sáng vũ trụ thiên đồ. Trong thiên đình, vân quyển thư hạ lệnh xuống. Một lúc sau, trong vũ trụ cổ lão, khu luân hồi thứ bảy, tử vi và lục đạo giới có 64 tòa thần thành quan diễm diệu thế, nối thành một mảnh vũ trụ thiên đồ lập thể, vô cùng bao la hùng vĩ. Mà luân hồi thiên cầu chính là phiêu phù ở trung tâm vũ trụ thiên đồ, chậm rãi chuyển động. Khởi động ám võng. Thiên ti nương nương hạ lệnh xuống. Ám võng thông suốt bốn phương, hết thảy lộ tuyến đều mở ra. Mặt tướng, chiến sự giao cho ngươi A. À. Vân Quyển Thư mỉm cười, nói với mặt ẩn. Đã tới lúc ngươi xuất động rồi. Mặt ẩn gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Thiên tụ tập lực lượng, tập trung công kích đám tinh vực quảng hàng, thiên cung của đệ nhất lục đạo giới, dự định diệt trừ cửu hoàng thị, cả gan làm loạn, thật là tìm chết ta lập tức cử binh tiêu diệt bọn hắn. Thiên ti nương nương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, nói. Ta vừa mới từ chỗ của bệ hạ biết được, thiên đã thôn vệ càng đô thần vương, quy lực thiên ý cực kỳ không tầm thường, mặc sư huynh trên phương diện trí tuệ có khả năng cũng không phải là địch thủ của hắn. Vân Quyển Thư nói. Thiên thần cơ diệu toán, quả thật vô cùng lợi hại, hiện tại lại có hai tồn tại có được đại não thiên ý là Tuấn Nguyệt Thần Vương và Phong Vô Kỵ, mặc sư đệ quả thật không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, tự bảo vệ chính mình vẫn là có thể làm được hiện tại thiên hạ loạn cục trước bắt đầu từ lục đạo giới chuyển thế thân đám đại đế thượng của lục đạo giới kia tạo phản tác loạn vây khốn hai vị đế tử và chuyển thế thân các vị địa hoàng lại thừa dịp hỗn loạn thiêu đốt chiến hỏa ra khắp vũ trụ cổ lão bọn họ đi chính là con đường hạ giới bao vây thượng giới sau khi sang bằng lục đạo giới và vũ trụ cổ lão sẽ liền tiến công tử vi bất quá hắn phất ống tay áo một cái chỉ thấy hình dáng vũ trụ thiên đồ xuất hiện trước mặt hai người miễn cười nói. Hoàng Triều, 64 thần thành 8 thần quan mới là căn bản nhất. Thiên ti nương nương nhìn về phía vũ trụ thiên đồ. 64 tòa thần thành thắp sáng vũ trụ thiên đồ, quỹ tích sắp xếp của các tòa thần thành không chỉ có lập thể, thậm chí có thể nói không gian xếp lại, dùng càng cao hơn góc độ sắp hàng. Càng, khôn, trưng, mông, nhu, tụng, sư, bỉ, tiểu súc, lý, thái, phủ, đồng nhân, đại hữu, kim dự, tùy, cổ, lâm, quan, phệ hạp, bí, vô vọng, đại súc, di, đại quá, khảm, ly, hàm, hằng, độn, đại tráng, tấn, minh di, gia nhân, khuê, kiển, giải, tổn, ích, quái, cấu, tụy, thăng, khốn, tỉnh, cách, đỉnh, chấn, Tấn, tiệm, quy muội phong, lữ, tốn, đoài, hoáng, tiếp, trung phu, tiểu quá, ký tế, vị tế. 64 tòa thần thành có cái tọa lạc ở tử vi, có cái tọa lạc ở vũ trụ cổ lão, có cái tọa lạc ở khu luân hồi thứ bảy duy chỉ không có thần thành nằm trong lục đạo giới. Nhưng trong khu luân hồi thứ bảy lại có hơn 10 tòa thần thành nằm trong phạm vi khu luân hồi thứ bảy của lục đạo giới. Vị trí của 64 tòa thần thành là sắp xếp theo tiên thiên bát quái của bệ hạ. Thần ma bình thường chỉ nhìn thấy 64 tòa thần thành trải rộng khắp các nơi trong vũ trụ, không có quy tắc sắp xếp gì đáng nói, nhưng không ngờ đám thần thành này lại là vượt qua không gian địa hình, từ góc độ toàn thể vũ trụ càng vĩ mô hơn nhìn lại, chính là 8 tòa đại trận tiên thiên bát quái. Vân Quyển Thư nói, Ta thắp sáng vũ trụ thiên đồ, 64 tòa thần thành chính là lục thập tứ quái, bác quan chính là chính phản tứ tượng, thần ma thái cực thành chính là lưỡng nghi, biến hóa khó lường. Cộng thêm luân hồi thiên cầu ở tại Trung ương, giống như bệ hạ ở thời kỳ toàn thịnh, mà đám thần thành và hùng quan bên ngoài, chính là tiên thiên thánh địa và đại đạo tiên thiên của bệ hạ. Hắn chỉ tay một cái, hình dáng vũ trụ thiên đồ huyền phù phía trên bọn họ nhất thời phát sinh cải biến. Luân hồi thiên cầu biến thành hư ảnh của Trung Nhạc, thân thể xuyên qua bốn giới, bóng dáng bao phủ khắp một mảnh tinh vực bát ngát bốn đại thế giới. Cương vực mà 64 tòa thần thành bao phủ đã biến thành một tòa sát trận to lớn khôn cùng. Luân hồi thiên cầu có thể đánh chết hết thảy cường giả bước vào phiến cương vực này. Nếu mặt ẩn không địch lại trí tuệ của thiên, chỉ cần lui vào phạm vi của 64 tòa thần thành này là được. Năm xưa ta thỉnh cầu bệ hạ chế tạo luân hồi thiên cầu, chính là vì hôm nay. Dung hợp lực lượng của 64 thần thành 8 thần quan và hai đại thánh thành, kiến tạo một mảnh lãnh địa vô địch, tiến vào phạm vi này. Vân Quyển Thư vẽ một vòng tròn lớn trên tinh đồ, ngữ khí lạnh như băng nói. Chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, cho dù có tấn công những thần thành này, thần thành cũng có thể biến hóa thuộc tính, càng biến khôn, khôn biến càng, vị tế biến ký tế, ký tế biến vị tế, đều là dễ như trở bàn tay. Có thể nói là thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Từ phương diện biến hóa muốn phá giải 64 tòa thần thành này, mệt chết thiên cũng không thể làm được. Muốn dùng mang lực phá giải, chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nghĩ muốn phá hoàng triều của bệ hạ, trước phải phá cửa ải này rồi hãy nói. Trong lòng thiên ti nương nương không khỏi chấn động. Năm xưa Vân Quyển Thư yêu cầu chế tạo luân hồi thiên cầu, đối ngoại là nói muốn luyện chế một kiện bảo vật suy diễn vô địch, về sau luân hồi thiên cầu đại phóng dị thải, mới khiến cho người biết rõ uy năng của nó vậy mà đáng sợ như thế. Nhưng hiện tại, thiên ti nương nương mới biết được, Vân Quyển Thư vậy mà đã dùng trận pháp tái tạo ra một vị thái hoàng hoàn chỉnh. Nhưng chính là, đám thần thành này là dựa theo công pháp trước đây của bệ hạ mà thiết kế. Công pháp trước đây của bệ hạ có nhược điểm trí mạng, thiếu đi hai loại đại đạo quang minh và hắc ám, bởi vậy đã thiếu khuyết hắc ám thành và quang minh thành. Thiên ti nương nương suy tư nói. Vẫn còn có sơ hở. Nếu hắc bạch nhị đế liên thủ, sẽ có thể phá giải 64 tòa thần thành. Nhưng hắc bạch nhị đế không chống đỡ nổi uy năng của luân hồi thiên cầu. Vân Quyển Thư cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ sợ bọn họ không tới, một khi tới chính là một con đường chết. Thiên ti nương nương vẫn còn có chút sầu lo. Vũ trụ thiên đồ là do Vân Quyển Thư thiết lập, chiếu theo hình thái công pháp của Trung Nhạc mà chế tạo, chỉ là vẫn còn sơ hở, sẽ có khả năng bị phá. Vân Quyển Thư quả thật tài hoa tuyệt đại vô song, năm xưa tiêu giao đế cũng không nhìn lầm hắn, hắn có thể đảm đương đại sư huynh trong ba sư huynh đệ. Nhưng Vân Quyển Thư lại có chút tự phụ, điểm này có chút không ổn thỏa, rất dễ dàng bởi vì suy nghĩ sai lầm tạo thành phán đoán sai lầm hắn tái tạo ra một tôn thái hoàng, có được lực lượng và uy năng vô biên, nhưng hắn dù sao cũng không phải là thái hoàng chân chính, thôi động luân hồi thiên cầu và vũ trụ thiên đồ dù sao cũng không thuần thục như ý như thái hoàng chân chính. Mà nhãn giới kiến thức của hắn cũng không bằng được chung nhạc, đối mặt với đối thủ cấp đạo thần, hắn có thể trưởng khống được lực lượng cường đại như thái hoàng hay không? Nhãn giới của hắn có thể địch nổi tồn tại cấp đạo thần hay không? Công pháp trước đây của Trung Nhạc có sơ hở trí mạng, mà nhãn giới kiến thức của Vân Quyển Thư chính là một cái sơ hở khác ngươi yên tâm. Luận cẩn thận tỉ mỉ, các ngươi bất luận kẻ nào đều không bằng ta. Cho dù là Thái Hoàng cũng không cẩn thận bằng ta. Vân Quyển Thư mỉm cười nói. Thiên ti nương nương vẫn còn có chút lo lắng, nói. Ta biết rõ ngươi lớn nhỏ đều không bỏ sót, nhưng đối thủ chính là đạo thần, cẩn thận tỉ mỉ thôi cũng không đủ để thủ thắng. Kẻ nào lưu được tuyệt bút xuân thu, sinh tử công danh liền phải có. Vân Quyển Thư hăng hái bừng bừng, cười hắc hắc, nói. Có thể giúp bệ hạ phân ưu giải nạn, tranh đấu với tồn tại cấp đạo thần cho dù chết cũng không hối tiếc thiên ti nương nương khẽ nhíu mày o không o tinh vực quản Hàng. hiếu văn đế một mình đối kháng tuấn nguyệt thần vương và mục bắt đẩu ba người đều là tồn tại cấp thần vương thái cổ tuấn nguyệt thần vương là từ trong cơ thể thiên phân tách ra mục bắt đẩu là tồn tại đã tập hợp ba đạo thần đạo ma đạo và tà đạo thành đế bản lĩnh cực kỳ phi phàm có thể sánh bằng cha hắn năm xưa hiếu văn đế một mình ngăn cản bên ngoài tinh vực quản hàng một bước không lùi chiến thiên đấu địa pháp lực của hắn quả thật cường hoành tuyệt luân chống đỡ tới hiện tại khiến cho tuấn nguyệt thần vương và mục bắt đẩu cũng vừa kinh vừa sợ kính nể không thôi bất quá mặc dù tu vi của hiếu văn đế thâm hậu nhưng bọn họ cũng không chút thua kém năm xưa tuấn nguyệt thần vương được xưng là thiên đạo chủ thần thông thiên đạo hạ bút thành văn cực kỳ thuận tay mục bắt đẩu thì phát huy thần ma tà thái cực vô cùng nhuần nhuyễn càng có môn thần thông đại nhất thống thiên hạ đạo thống này lực uy hiếp cực lớn Hiếu văn đế thân đầy thương tích, hồn phách đột nhiên ly thể, quần tinh sau lưng lay động, vô số tinh tú tụ tập tới, dung hợp với hồn phách của hắn, giống như một gã cự nhân do ức vạn tinh tú cấu thành, đứng sừng sững sau lưng hắn, một quyền hung hăng oanh xuống. Ầm ầm. Thiên đạo thương không bị oanh phá, 30 kiện bảo vật thiên đạo vang loạn bốn phía. Tuấn Nguyệt thần vương rên lên một tiếng, loạn choạng lui về phía sau. Hiếu văn đế giống như có hai cổ nhục thân vậy, một lớn một nhỏ, ngang dọc chém giết, đồng thời thống hạ sát thủ với hai người. Tụ tinh lực làm thân. Hồn phách của ngươi quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, cho dù hồn phách của ngươi có cường đại tới đâu, cũng không kiên trì được bao lâu. Quang Luân sau đầu một bắt đầu xoay tròn, đột nhiên ba cái đầu tách ra, biến thành ba người, giống như ba tôn tiên thiên thần vương vậy, cộng đồng đối kháng công kích của Hiếu Văn Đế. Nhưng hai người vẫn liên tiếp bại lui. Tuy nhiên, hồn phách của Hiếu Văn Đế cũng không thể kiên trì được bao lâu vô số tinh tú như cát chảy xuống hồn phách hiếu văn đế trở về trong cơ thể bị hai người lập tức bắt được cơ hội đánh cho trọng thương hiếu văn đế há miệng thổ huyết lui vào tinh vực quảng hàng tuấn nguyệt thần vương cười ha hả nhanh chóng tiếp cận đã vào trong thánh địa của ta ngươi chỉ còn một con đường chết trong thánh địa của ta ta chính là tồn tại vô địch o không o đại huynh gặp nạn chư đế mau cùng ta đi cứu viện tinh vực hàng băng công chúa băng xuyên đạt được tin tức của lư hạp đế lập tức triệu tập đại quân. Nơi này là một lãnh địa khác của Hoa Tư Thị, mấy ngàn năm qua được được kinh doanh ngay ngắn rõ ràng, Hoa Tư Thị ở nơi này khai chi tán diệp, vô cùng thịnh vượng. Mà mẫu hậu của công chúa Băng Xuyên là quân Tư Tà, bởi vì là Hoa Tư thần tộc, đã trở thành lãnh tụ của một chi đại quân Hoa Tư Thị, thần tướng dưới trướng phần lớn đều là nữ tử. Dưới trướng công chúa Băng Xuyên cũng có chừng 100 vị nữ đế, lập tức điều binh điểm tướng, giết ra tinh vực hàng băng, mượn đường từ khu luân hồi thứ bảy, chạy thẳng tới tinh vực Quảng Hàng đại quân vừa xuất phát, trong khu luân hồi thứ bảy tỉnh mịch phía trước đột nhiên xuất hiện từng cổ từng cổ đế quan. Vô số cổ đế quan thật lớn nghiền ép tới, đè chết không biết bao nhiêu thần ma. Ba ngàn đại đế thượng cổ lục đạo giới, các ngươi lại dám phản bội phụ hoàng ta. Cũng công phụ hoàng ta đã trả đế binh lại cho các ngươi. Công chúa băng xuyên nổi giận quát lớn. Tinh hà trong tinh không giống như một con đại mãn, cuốn về phía từng cổ từng cổ đế quan. Đám đế quan kia nhất thời ba động, trong quan đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái đại thủ, va chạm với con đại mãn kia, đẩy con đại mãn quay ngược trở về. Kết trận Chư đế dưới trướng công chúa băng xuyên điều động trận pháp, chỉ thấy từng cổ từng cổ đế quan kia đột nhiên dựng thẳng lên, nắp quan mở ra, từ trong quan tài bay ra vô tận tinh tú. Trong mỗi một cổ quan tài kia vậy mà ẩn chứa cả một cái lục đạo giới. Lục đạo giới từ trong đế quan tuôn trào ra, bao phủ rập trời ngập đất. Mỗi một lục đạo giới đều chịu sự khống chế của đám đại đế thượng cổ này, kịch liệt va chạm với đại trận của công chúa băng xuyên, tách ra không gian chấn động trận thế khóe mắt công chúa băng xuyên khẽ nhảy lên đại mãn quấn lại rơi xuống trên hông của nàng phần eo của nàng không ngừng chuyển động con đại mãn này chính là lớp sát ngoài của thần hậu nương nương đã bị nàng luyện chế thành bảo vật chuyển thế thân của đám đại đế thượng cổ này vậy mà đã thu lấy toàn bộ lục đạo giới xem như là vũ khí trận chiến này khó có thể ổn thỏa công chúa băng xuyên dựng lên một đầu ngón tay cái đầu đại mãn ngẩng cao mở ra cái miệng lớn thông vệ tinh không giết về phía một vị đại đế thượng cổ. O không o. Bên kia, câu trần đế xuất lĩnh đám yêu đế, yêu thần dưới trướng giết tới, yêu kỳ ngang trời, che khuất không trung, lao thẳng về phía tinh vực quảng hàng. Thiên yêu phục hy, chạy đi đâu? Từng cổ từng cổ đế quan đen như mực ngang trời xuất hiện. Đám quan tài giống như thiên tường vậy, ngăn cản lối đi của đại quân. Câu trần đế phóng người bay lên, rơi xuống trước trận, toàn thân yêu khí vô cùng nồng đậm, miễn cười nói, xem ra thiên đình ta vẫn chưa trừ tận đám ngư quỷ xà thần các ngươi. Hôm nay chính là ngày các ngươi hồn phi phách tán. Một vị đại đế thượng cổ điềm nhiên nói. Thiên yêu phục hy, ngươi hẳn là nên biết thiên mệnh a. À. Câu trần đế cười ha hả, xu quân đánh tới. Đấu với thiên, chính là vô cùng vui vẻ. Đông phong áp tây phong, ta xưa nay chiến thiên đấu địa, chưa từng sợ qua kẻ nào. Lại có một lộ đại quân thần ma dưới sự xuất lĩnh của chư đế hạo hạo đảng đảng chạy tới, chính là cú cương đế xuất lĩnh đại quân phục hy huyết mạch cú cương đế vô cùng tinh thuần gần với trung hoàng thần lãnh địa của cú cương đế cách tinh vực quảng hàng khá xa lần này thống lĩnh đại quân chạy tới chính là mượn đường khu luân hồi thứ bảy dọc theo đường đi bình an vô sự đột nhiên từng tràng từng tràng quỷ khóc thần gào vang lên âm trầm đáng sợ cú cương đế chỉ tay một cái chỉ thấy một gốc thanh đằng từ hư không diễn sinh trong khoảnh khắc đã mọc thành một gốc hồ lô đằng nở hoa kết trái trên cây treo một quả hồ lô thanh sắc nói. Tiếp tục tiến lên. Đại quân tiếp tục tiến lên, đột nhiên một mảnh mây đen thảm đạm tập kích tới. Cú Cương Đế lại chỉ tay một cái, lại thêm một gốc hồ lô đằng nữa mọc ra, cũng kết xuất ra một quả hồ lô thanh sắc. Cũng không bao lâu sau, trong khu luân hồi thứ bảy huyết vũ trận trận, Cú Cương Đế lại trồng thêm một gốc hồ lô đằng nữa, đại quân tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy nhiều lần, vị đế tử này đã liên tục trồng mấy chục gốc hồ lô đằng. Đám chư đế dưới trướng cũng không biết trong hồ lô của hắn ẩn chứa cái gì đột nhiên cú cương đế chợt thở dài một tiếng sắc mặt khẩn trương nhìn từng cổ từng cổ đế quang đen như mực từ xa bay tới nói không có tác dụng rồi một vị đại đế vội vàng hỏi điện hà vừa rồi ngài liên tục trồng hồ lô là có ý gì phô trương thanh thế a cú cương đế nhỏ giọng nói bọn họ phô trương thanh thế hù dọa chúng ta ta cũng phô trương thanh thế gieo xuống từng gốc từng gốc hồ lô hù dọa bọn họ bọn họ không biết đám hồ lô này của ta là bảo bối gì trong lòng kiên kỵ, bởi vậy không dám hạ thủ. Hiện tại ta cảm ứng được cốc hồ lô đầu tiên mà ta gieo xuống đã bị mở ra, nhất định là đã bị bọn họ nhìn thấu, vì vậy bọn họ đã nổi giận đùng đùng giết tới. Chư đế dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ. Đã sớm nghe nói vị điện hạ này thừa kế tính cách bất hảo của Thái Hoàng, quả thật không sai. Hắn vậy mà một đường trồng hồ lô đằng chỉ để phô trương thanh thế. Từng cổ từng cổ đế quan phía trước chợt mở ra, từng vị từng vị đại đế từ trong đế quan ngồi dậy. Cú cương đế lại trồng trước trận một gốc hồ lô đằng nữa, kết xuất ra một quả hồ lô thanh sắc, quát lớn. Các vị tiền bối, hồ lô này của ta chính là dị bảo do phụ hoàng ban tặng, nếu các ngươi dám tiến lên. Không tốt. Bọn họ giết qua rồi. Chạy mau. Chư đế nhất tề dạy ra. Chỉ thấy cú cương đế bỏ mặt bọn họ sang một bên, nhanh như một làn khói bỏ chạy thục mạng về phía đường về. Chư đế vội vàng xuất lĩnh đại quân đuổi theo, kêu lớn. Điện hạ, còn chưa đánh qua như thế nào đã nhận thua rồi chúng ta đánh qua một trận cũng tốt có cái bàn giao trước mặt bệ hạ bàn giao cái rắm a cú cương đế quay đầu lại kêu lớn ta là con trai của hắn hắn còn có thể giết ta tế cờ sao chạy mau chạy mau đám gia hỏa này là ba ngàn đại đế thượng của lục đạo giới lại mang theo lục đạo giới tới đây khó chọc vô cùng điện hạ ngươi là con trai của bệ hạ bệ hạ không giết ngươi nhưng sẽ giết chúng ta a chư đế dốc sức đuổi theo. Một vị đại đế nghẹn ngào nói. Điện hạ đừng chạy nữa. Chúng ta cũng không phải là con trai của bệ hạ. Ngài tốt xấu gì cũng chống cự một chút a. À. Ta là đại đế Phục Hy thị, bệ hạ hẳn sẽ không giết ta a. À. Một vị đại đế Phục Hy lẩm bẩm. Bên kia, một trăm vị đại đế thượng của kia cũng nhất thời ngẩn ngơ, hồn nhiên không ngờ con trai thứ tư của Thái Hoàng Cú Cương Đế vậy mà lại co chân bỏ chạy, căn bản không chịu giao phong với bọn họ. Cú Cương Đế mặc dù vô năng, nhưng dù sao cũng là con trai của Thái Hoàng, giết chết hắn cũng là đại công. Chúng ta giết qua A. Từng cổ từng cổ đế quan gào thét bay đi, đuổi theo sau lưng đại quân. Phía trước, cú cương đế nhanh chân phóng chạy như điên, cách tinh vực cú mang mà hắn trấn thủ đã không xa, đột nhiên dừng bước lại, chợt quát lớn. Tế! Từng gốc từng gốc thanh đằng mà hắn trồng ở dọc đường nhất thời điên cuồng diễn sinh, hồ lô thanh sắc trên thanh đằng trong lúc bất chợt vỡ ra. Trong từng quả từng quả hồ lô bắn ra từng đạo từng đạo bạch quang, mạnh mẽ cắt ra không gian xung quanh đám đế quan. Hơn 20 vị đại đế thượng cổ đuổi theo phía sau không kịp dự liệu, bị đạo quan chém trúng, thi thể phân chia, chết quan chết ủng. Đám đại đế thượng cổ còn lại nhất thời kinh ngạc, vội vàng chống cự. Chỉ thấy uy năng của đám bạch quang trong đám hồ lô thanh sắc kia đáng sợ tới cực điểm, trong không gian của khu luân hồi thứ bảy kích xạ bốn phía, vô cùng sắc bén, khiến cho bọn họ luống cuốn tay chân chống đỡ. Trúng kế tên tiểu tặc kia rồi. Trong hồ lô chính là đạo quan do thần huyết bạch đế biến thành một vị đại đế thượng cổ bị một đạo bạch quan quét ngang một cái một cánh tay rơi xuống phẫn nộ quát lớn quả hồ lô đầu tiên của hắn chỉ là mồi nhữ Giết trở lại a à. cú cương đế đột nhiên xoay người lại nên đón đại quân đuổi theo phía sau giơ tay đoạt lấy một cây đại kỳ từ trước trận chạy tới cuối trận cười hắc hắc nói Nắm lão rùa đen này đã trúng kế của ta rơi vào trong sát trận hồ lô bạch đế của ta thừa dịp bọn họ luống cuốn tay chân chúng ta quay trở lại giết chết bọn họ lập đại công chư đế chỉnh đốn chạy quân, vừa mới đuổi theo lại một lần nữa bổ nhào phóng chạy như điên, chạy theo cú cương đế giết chết trở về. Một vị đại đế phục hy thì cả giận nói. Điện hạ, lần sau ngươi muốn dùng kế, có phải là nên nói trước với chúng ta một tiếng hay không? Cú cương đế mỉm cười, nói. Lần sau lại nói tiếp đi. Chờ một chút. Ta lại trồng thêm vài gốc hồ lô. O không o. Ào ào. Một chỗ khác trong khu luân hồi thứ bảy, vô số kim ô vỗ cánh bay lên. Trác quan đế dẫn đầu, xuất lĩnh đại quân thần ma kim ô thần tộc giết về phía tinh vực quảng hàng. Trong lúc bất chợt, tinh lộ phía trước đứt gãy, từng vị từng vị đại đế ngồi ở bờ bên kia, chính giữa là tinh hà chảy xuôi. Chư đế bàn hồ thị. Trác quan đế đáp xuống, vô số kim ô thần tộc sau lưng thu cánh, nhao nhao đáp xuống sau lưng hắn. Ánh mắt trác quan đế chuyển động, miễn cười nói. Đại quân bàn hồ thị được xưng là có năng lực thôn thiên, lại đã đầu phục thiên, cam nguyện làm thiên cẩu là các ngươi đã ăn gãy tinh lộ a." Một vị bàn hồ địa hoàng mỉm cười, nói